Chương 281, Độc huyết tông lão tổ. Hừ. Hàng Vũ Liên cũng đánh ra một chưởng, thình thịch, hai lực lượng va chạm với nhau, cùng nhau tiêu biến. Nữ nhân này mặc dù mới đột phá linh hải cảnh, nhưng không gian đang điền rất lớn, một kích đánh bừa này cũng không chịu thiệt. Chu Hằng hít mắt, lão gia hỏa này sao đang vô duyên vô cớ lại phát động công kích với hắn? Không đúng, lão già này công kích rất là âm độc, độc huyết tông. Đúng rồi, là quỷ ảnh truyền thân, Mặc dù cũng không ảnh hưởng gì với hắn nhưng có thể khiến cho người Độc Huyết Tông nhìn ra, biết được người Độc Huyết Tông là bị hắn giết, lão già áo xanh đúng là lão tổ Kỳ Liên Anh của Độc Huyết Tông, bởi vì môi trường tử vong xâm lâm này rất dễ uẩn dục ra âm minh thảo, cho nên hắn cùng với một vài môn đồ đi tới, vừa đi vừa tìm kiếm âm minh thảo, nhưng thời gian gặp mặt đã chậm mấy ngày mà không có ai xuất hiện, trong lòng Kỳ Liên Anh có cảm giác không tốt bây giờ thấy trên người chu hằng quấn quanh bốn đạo bóng đen chỉ có người độc huyết tông mới có thể thấy được tự nhiên hắn hiểu ra toàn bộ mọi người đều bị chu hằng giết chết rồi tiểu tử độc huyết tông ta có thù oán gì với ngươi vì sao ngươi phải quyết hạ sát thủ hắn lạnh lùng hỏi trong lòng sát khí càng ngày càng mạnh bởi vì trong bảy người bị chu hằng làm thịt kia có một người là con trai hắn nhìn không vừa mắt chu hằng thuận miệng nói dù sao hắn cũng không tính toán hòa giải với độc huyết tông cho nên nói cái gì cũng vô nghĩa, muốn chết. Kỳ Liên anh quát lớn một tiếng, lại đập ra một chưởng, chưởng kinh hóa thành vô số độc vật đánh tới Chu Hằng, cút. Hàng Vũ Liên tức giận hừ một tiếng, hai tay kết ấn đối thẳng, cũng không chịu thua kém chút nào. Công giá, người này cùng lão phu có huyết hải thâm cừu, ngươi không nên liều mạng không chết không ngừng với lão phu. Kỳ Liên anh đỏ mắt nói, hắn cũng chỉ có một đứa con trai hơn nữa còn là con khi về già cho nên vô cùng yêu quý nó, hàng tiền bối, để ta tự tới. Chu Hằng cười nhạt một tiếng. Quay đầu nói với Kỳ Liên Anh, lão độc vật, ta khuyên ngươi lập tức giải tán độc huyết tông, nếu không ta sẽ giết sạch trên dưới nhà ngươi. Hắn căn bản chưa từng thấy người tông môn kia có người nào không làm ác, vậy còn giữ lại làm cái gì, lớn mật. Kỳ Liên Anh gầm lên, vương trưởng chụp tới Chu Hằng, lần này, hàng vũ liên quả nhiên không ngăn cản. Nàng cũng muốn biết, đến tột cùng Chu Hằng yêu nghiệt đến trình độ nào. Chu Hằng chuyển mình, trong nháy mắt tránh thoát một kích này, hữu quyền đánh ra một mảnh sáng vàng rực rỡ, hắn toàn lực ra tay, khí tức sơn hà cảnh cũng không thể ẩn tàng, chỉ là sơn hà cảnh cũng dám nói ẩu nói tả ở trước mặt lão phu. Kỳ Liên Anh hừ lạnh, nhưng trong lòng lại không khỏi rung động, bởi vì tốc độ Chu Hằng thật sự quá nhanh, thì tính sao, kém một đại cảnh giới, con kiến cũng chỉ là con kiến thân hình hắn rung lên, phát động linh lực toàn thân chấn về phía chu hằng. thình thịch, hắn đứng yên không nhúc nhích, nhưng chu hằng lại liên tục lui về sau. lui khoảng hơn hai mươi trượng mới đứng vững, mặt cũng đỏ ửng. tiểu tử, cam tâm chịu chết đi. kỳ liên anh hai tay rung lên, hai cánh tay đồng thời hóa thành rắn đen to dài quấn tới chu hằng. đây là tuyệt học của độc huyết công tên là huyết xà truyền thủ, chẳng những là một môn võ kỹ hơn nữa muốn thi triển ra thì phải uống đủ độc dược sau đó lấy thân làm đỉnh, trở thành một độc vật mạnh mẽ, dính vào một chút là lập tức thối rửa, đáng sợ vô cùng, cho dù hàng vũ liên cũng phải khẽ nhíu mày, nơi đây toàn là độc khí, đối với người trong độc đạo mà nói, nơi này là nơi bọn họ phát huy sở trường tốt nhất, chu hàng thét dài một tiếng. Thân hình bắn đi, tấn vân lưu quan bộ vận chuyển, hắn ung dung tránh được từng kích của kỳ liên anh, tiểu tử. Ngươi tưởng mãi trốn được sao?" Kỳ Liên Anh quát to, hắn biết đánh lâu dài nhất định sẽ hao tổn được đối phương, nhưng thời khắc giết chết Chu Hằng lại giống như vết dao cứa vào lòng hắn, hắn nôn nóng muốn bốc tim Chu Hằng ra, "Hừ." Chu Hằng ánh mắt sắc lẹm, tâm niệm chuyển động, lập tức phát động vực chi đạo. Ý niệm tới, công kích tới, oanh, một ngọn lửa giấy lên phía sau Kỳ Liên Anh, ánh sáng màu tím rọi sáng bầu trời, "A!" À, kỳ Liên Anh không kìm nổi kêu lên lập tức lật tay trưởng về phía sau lưng, linh lực cuồn cuộn trào ra, hỏa thế bị diệt, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh hãi, vực. Không ngờ là vực, làm sao có thể, rõ ràng chỉ là sơn hà cảnh, tại sao có thể nắm giữ vực. Trên đời này sao lại có quái thai như thế, không, đúng là có một người như thế, chu hằng, yêu nghiệp gần đây thanh danh cường thịnh, ở bầu trời đế đô đánh ra một cái lỗ thủng, là hắn. Kỳ Liên Anh trong lòng nổi lên vẻ do dự, giết chết hắn cố nhiên là được, nhưng mà lửa giận của Triệu gia đâu phải là hắn có thể thừa nhận. Hắn và Triệu Đoạt Thiên tuy rằng đều là linh hải cảnh, nhưng chiến lực hai người quả thực như là trời và đất vậy, hắn có thể trốn, nhưng chuyện Triệu Đoạt Thiên tiến vào kết thai cảnh là ván đã đóng thuyền, đến lúc đó hắn còn chạy được không? Giết hay không giết, Kỳ Liên anh tiếng thối lưỡng nan, lúc trước hắn nếm qua chút thiệt là vì hắn khinh thường, căn bản không có nghĩ tới một tiểu tử Sơn Hà cảnh lại có thể nắm giữ vực nhưng đối với cường giả cấp bậc như hắn mà nói hai lầm đồng dạng tuyệt đối không thể phạm phải lần thứ hai vì báo thù hắn có dũng khí bồi thường tính mạng mình không trong nháy mắt hắn làm ra quyết định con có thể sinh tiếp nhưng sinh mệnh chỉ có một mà thôi chu Hằng, thanh âm lạnh như băng vang lên ứng thừa ân ở cách đó không xa gầm lên giận dữ sát khí tràn ra hắn nghe được thanh âm của kỳ liên anh tự kiếm trào ra kiếm khí lóng lánh ứng thừa ân bức lui tiêu cửu hùng bay về phía hai người chu hằng cạc cạc dường như bổn tọa có trò hay để xem à tiêu cửu hùng cười quá dị nói từ trong thanh âm của ứng thừa ân hắn nghe ra sự phẫn nộ mà buồn cười là lúc trước tên này còn liều sống liều chết với chu hằng chu hằng thì ra ngươi đi tìm chết ứng thừa ân hừ lạnh một tiếng ý niệm trong đầu vừa động vô số gai bạc hình thành quanh chu hằng tiếp đó bắn mạnh về phía hắn Hiển nhiên hắn không có khả năng biết trên thế gian lại có chủng tộc đáng sợ như phệ kim tộc, cho nên mới sử xuất chiêu này. Đối với cao thủ bình thường mà nói, bọn họ tuyệt đối không thể phạm phải cùng một sai lầm, nhưng đối với thiên tài tự phụ mà nói, bọn họ tuyệt đối không tin tà, cho nên tràn đầy tin tưởng với mình. Hơn nữa, đây là công kích cường đại nhất của ứng thừa ân, thình thịt thình thịt thình thịt, hàng vũ liên tham gia, song trưởng liên tục đánh ra, thay chu hàng hóa giải được một kích này nhưng ứng thừa ân cường đại cỡ nào công kích của hắn há có thể dễ dàng hóa giải như vậy dưới lực lượng phản chấn khóe miệng hàng vũ liên rỉ máu nam nhân như thiên thần kia quả nhiên cường đại như thiên thần cho dù công kích này không phải nhằm vào hàng vũ liên sau khi kỳ liên anh sửng sốt lập tức âm độc tươi cười hắn không dám giết chu hằng nhưng hiển nhiên ứng thừa ân và chu hằng có đại hận tuyệt sẽ không bỏ qua tên tiểu tử kia tuy rằng không phải là mình xuống tay cho nên có chút không hả giận nhưng chỉ cần người chết là đủ rồi hắn nôn nóng muốn xem chu hằng nằm xuống tiểu tử nữ tử xấu xí này là vợ ngươi thật sự kỳ quá nha một người quá dị như vậy cũng khiến cho hai tên tiểu tử ngươi tranh tới ta sống ngươi chết hay là để lão phu tới giết chết nàng thay các ngươi tránh cho các ngươi lại tiếp tục tranh giành tình nhân tiêu cửu hùng quay sang ứng thừa ân nói một trưởng vương ra niệm động công tới vô số bàn tay nện tới hàng vũ liên hừ ứng thừa ân nổi giận gầm lên một tiếng tử kiếm vẽ ra hóa giải công kích của tiêu cửu hùng, hả? Tiêu cửu hùng không hiểu, vì sao ứng thừa ân lại cố ý bảo vệ nữ nhân xấu xí này chứ? Hắn nói hàng vũ liên là vợ của ứng thừa ân chỉ là trêu chọc mà thôi, vô luận là chu hằng hay là ứng thừa ân đều là người tướng mạo đường đường, càng là thiên tài trong thiên tài, sao lại đi ái mộ một nữ tử xấu xí như vậy chứ? Trong này chẳng lẽ có kỳ quái khác, trong lòng vừa động, hắn lập tức nổi lên ý tưởng chậm rãi nghiên cứu hàng vũ liên một trưởng lại đánh tới, miệng lại cười nói, tiểu tử, nữ tử xấu xí này đến tột cùng có gì tốt, nhìn nàng vú cao đùi thon, mi tâm chưa mở, hiển nhiên còn là một xử nữ, vậy thì không phải là công phu trên giường rất cao à, thình thịch, thình thịch, thình thịch, ứng thừa ân không công kích chu hằng nữa, mà toàn lực quay kiếm đón đánh tiêu cửu hùng, chu hằng này bất cứ lúc nào cũng có thể giết, nhưng hàng vũ liên chết, vậy chính là tổn thất của hắn. Nếu không phải vì nữ sắc như vậy cũng không phải nữ nhân này có hậu trường gì tiêu cửu hùng phán đoán ứng thừa ân có thể có được pháp khí tuyệt thế thần anh cảnh khẳng định lai lịch vượt xa hàng vũ liên như vậy nữ tử xấu xí này đến tột cùng có chỗ tốt nào tiêu cửu hùng cạc cạc cười quái dị trong lòng đầy tò mò tình huống lại như lúc trước tiêu cửu hùng chiến ứng thừa ân mà chu hằng hàng vũ liên ở một bên xem diễn biến ứng thiếu lão phu dẫn người rời đi thay ngươi kỳ liên anh đột nhiên nói vương tay vỗ tới hàng vũ liên ý đồ của hắn rất rõ ràng ép hàng vũ liên rời đi để cho ứng thừa ân không có cố kỵ có thể hạ sát thủ với chu hằng chó già người đây là tự tìm đường chết chu hằng hừ lạnh một tiếng vực chi đạo phát động tử hỏa hừng hực bùng cháy bao phủ tới kỳ liên anh ý đồ muốn hắn buông tha công kích tuy rằng chu hằng chỉ là sơn hà cảnh nhưng mà tử hỏa qua biến dị lại có thể uy hiếp linh hải cảnh cộng thêm vực vô khổng bất nhập đủ để cho cường giả Linh Hải cảnh phải nhức đầu, nếu như là một sơn hà cảnh khác, Kỳ Liên Anh sẽ trực tiếp nhào qua một chưởng đập chết, nhưng mà tốc độ Chu Hằng quá nhanh, nhanh tới mức hắn chỉ có thể bị động bị đánh, phải liên tục vận linh lực dập tắt tử hỏa. Ôi ôi. Hắn biệt khuất trống to, từ lúc công thành, luyện công thành tựu tới nay, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ bị khó chịu như vậy, quả thực giống như trò khỉ, thần dược, nhưng vào lúc này, lại nghe được vô số tiếng kinh hô vang lên một đạo ánh sáng vàng xẹt qua, gốc cửu dương sinh sinh thảo kia bay vụt về phía Chu Hằng, trong lúc hỗn chiến, lực lượng lan ra, cho nên mạnh mẽ chấn gốc thần dược kia bay từ trong phong ấn ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào gốc thần dược bay lượng kia, cơ hội tốt, hiện tại đám cao thủ kết thai cảnh, thần anh cảnh đều bị người đá cuốn lấy, cái gọi là trong lửa nhặt thóc, chính là thời điểm này, chương 282, ma nữ tuyệt thế. Xuất môn gặp bảo vật, ứng thừa ân đúng là được trời ưu ái cửu dương sinh sinh thảo không bắn về chỗ khác mà cố tình bắn về phía này hiển nhiên năng lực nghịch thiên của ứng thừa ân đang phát huy tác dụng đáng tiếc lần này vận khí của ứng thừa ân lại không quá tốt bởi vì bên cạnh ứng thừa ân còn có một lão tổ kết thai cảnh trong nháy mắt ứng thừa ân và tiêu cửu hùng cùng chụp về phía thần dược len ken đinh tử kiếm tung hoành hai người lại chiến đấu với nhau vù ánh sáng vàng bay tới hàng vũ liên đưa tay chụp ra gốc cửu dương sinh sinh thảo liền rơi vào tay nàng bỏ thần dược xuống mấy chục thanh âm khí thế đáng sợ ầm ầm vọng lại chấn cho phong vân biến sắc hàng vũ liên không chút động tâm lấy ra một tấm thuấn di phù định chạy trốn nhưng nàng còn chưa kịp chấn vỡ lực lượng kinh khủng đã cuốn tới giam cầm nàng không thể động đậy được không ai được tới nếu không ta sẽ hủy gốc thần dược này nàng lạnh lùng nói thân thể nàng tuy bị giam cầm nhưng dù sao tu vi là linh hải cảnh, muốn điều động linh lực hủy diệt cốt thần dược cũng dễ dàng. Lập tức, tất cả cường giả đều cứng lại, sợ ném chuột vỡ đồ. Nếu như thần dược bị hủy, bọn họ bầm thay hàng vũ liên thành vạn đoạn thì như thế nào? Nha đầu, bỏ thần dược xuống, lão phu đảm bảo ngươi không chết. Một gã cường giả nhân loại nói, đưa cho bổn tọa, bổn tọa ban cho ngươi một viên tiêu diêu đan, có thể gia tăng cho ngươi lực lượng bằng 200 năm khổ tu lại một cường giả dạ ma tộc nói hàng vũ liên nhanh ngậm miệng không nói lời nào ánh mắt lại vô cùng kiên định không hề có tính toán thương lượng nữ nhân ngốc này đến tột cùng muốn làm gì lấy thóc trong lửa cũng không phải lấy như vậy à chu hàng mắng to trong lòng muốn phủi mông đi qua chiến đấu giữa ứng thừa ân và tiêu cửu hùng cũng ngừng lại đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa nào ứng thừa ân cho mày nhưng rất nhanh làm ra quyết định chậm rãi lui ra bước chân nhìn như rất chậm nhưng kỳ thực cực nhanh, trong nháy mắt đã lui về sau trăm dặm, hiển nhiên hắn quyết định không tham dự vũng nước đục này, cho dù hắn có được pháp khí tuyệt thế thần anh cảnh thì như thế nào, cuối cùng cũng không thể nào là địch với mấy trăm cao thủ cùng giai, nếu hắn còn mạnh mẽ ra mặt, chẳng khác nào là tự tìm đường chết, nhận được tu vi suốt đời của hàng vũ liên quả thật có thể để hắn tiến vào kết thai cảnh, nhưng tình huống trước mắt, hắn còn chưa muốn chết. Chỉ có kẻ đần mới muốn nhất lên quan hệ với hàng Vũ Liên vào lúc này ứng thừa ân lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, ông, một đạo dao động thần thức bỗng nhiên nổ tung. Người đá bắn tới, tốc độ cực nhanh, trường mâu chỉ thẳng đâm tới hàng vũ liên, hàng vũ liên trong đầu trống rỗng, bị đạo thần thức này công kích mất đi phản ứng năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường mâu đâm tới, chu hàng quát lên một tiếng lớn. Thi triển tấn vân lưu quan bộ, trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn, ông lấy nàng bay lên, phốc trường mâu từ lưng phải hàng vũ liên xuyên qua, trên mũi mâu nhỏ ra từng giọt máu. Cho dù dùng tốc độ của tấn vân lưu quan bộ cũng không thể hoàn toàn tránh né được một mâu này. Tuy nhiên nếu chu Hằng không ra tay, Hàng Vũ Liên sẽ trực tiếp bị đâm trúng tim. Nhưng bây giờ nàng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, linh lực cấp bậc thần anh cảnh đủ để cho nàng vạn kiếp bất phục, máu tươi cuồng phun. Hàng Vũ Liên vẫn gắt cao nắm chặt cửu dương sinh sinh thảo, nhưng đã không còn lực lượng phá hủy nó, sinh cơ không ngừng trôi qua chu hằng chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên có loại cảm thụ nói không nên lời sao lại có nữ nhân ngu xuẩn như vậy không có lẽ nàng cũng không phải ngu xuẩn chỉ là không có ai hiểu nàng thân là một huyền âm thể suốt ngày nàng phải lo lắng đề phòng áp lực như vậy bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng nổi cự tuyệt tất cả mọi người từ ngàn dặm bởi vậy không thể tín nhiệm nổi ai mặc dù nàng là linh hải cảnh nhưng vẫn không có cảm giác an toàn chỉ có trở thành kết thai cảnh mới có thể siêu thoát phàm tục, chân chính nắm giữ vận mạng của mình, loại cảm giác bức thiết mãnh liệt này, thậm chí vượt qua tánh mạng nàng. Đây là đấu tranh tính mạng, Chu Hằng tràn ra rung động không rõ, đột nhiên hắn kéo một cái. Trúc hàng vũ liên từ trường mâu ra, một tay ôm người, nhanh chóng lui về sau, buông người xuống, tất cả lão tổ kết thai cảnh, thần anh cảnh nhau nhau hét lớn, lực lượng đáng sợ cuốn tới, tạo thành từng quan ảnh như thực chất đuổi theo Chu Hằng người đá cũng đuổi sát phía sau, vốn hỗn chiến vì cửu dương sinh sinh thảo bây giờ lại liên thủ truy đuổi. Chu Hằng thôi phát tấn vân lưu quan bộ đến mức tận cùng, linh lực điên cùng vận chuyển, tốc độ cực nhanh khiến thần thức những cường giả tuyệt thế kia cũng theo không kịp. Thần thức không thể phong tỏa, như vậy vực cũng không thể triển khai, chỉ có thể phóng người đuổi theo, nhưng chung quy Chu Hằng không thể kéo dài, ở dưới trạng thái cực hạn này, ngay cả một phút hắn cũng không duy trì được, ngu ngốc, mau ném vật kia xuống chu hằng hét lớn người này đã sắp chết còn không chịu buông tay trong mắt hàng vũ liên hiện lên vẻ quật cường không cam lòng vẫn không chịu buông tay nữ nhân đần độn này chu hằng thật muốn giết người người không buông tay hai người bọn họ sẽ xui xẻo mẹ ơi chỉ còn cách tiến vào cửu huyền thí luyện tháp chu hằng ý niệm vừa động trong tay xuất hiện một tượng hình người lão lừa đảo nói qua gặp thời điểm nguy hiểm thì bóc nát nó hiện tại đúng là lúc nguy cấp nhất nếu như nó vô dụng hắn cũng chỉ có thể trốn vào cửu huyền thí luyện tháp cho dù lộ bí mật cũng không quản nhiều như vậy người chết thì cái gì cũng không còn ba tượng người bị bóp nát đám lão tổ là loại nhân vật nào sau mấy lần không thể phong tỏa chu hằng từng người đều phóng đi vây chu hằng lại nhao nhao phát động công kích phạm vi lớn giam cầm toàn bộ không gian khiến chu hằng không thể dịch chuyển không gian vô số đạo công kích ập tới ông một hình cầu màu đen bỗng nhiên hiện lên trong tay chu hằng tiếp đó bành trướng lên, thình thịt thình thịt thình thịt thình thịt, tất cả công kích đều đánh lên quả cầu này. Trên trăm công kích của cường giả kết thai cảnh, thần anh cảnh đáng sợ đến mức nào, đủ để sang phản núi cao. Oanh, người đá cũng vung trường mâu bay đâm tới, cả người cũng bắn vào trong oanh kích kinh khủng, nhưng với thể chất mạnh mẽ của nó thì hoàn toàn coi như không có gì, mũi mâu vẫn nhắm thẳng đâm tới, lực lượng kinh khủng không ngừng trào ra, cường giả hóa thần cảnh không ra, công kích như thế ai có thể chống đỡ nổi. Qua một hồi lâu, vô số lực lượng rốt cục mới tan hết, bùng đất đầy trời chìm xuống, hiện ra màn đen kia. Thân ảnh người đá cũng hiện ra. Mũi mâu không thể đâm rách màn đen mà mạnh mẽ bị cản lại, không bị thương chút nào. Tại sao có thể như vậy? Người xem chiến đấu xung quanh, cho dù là cường giả linh hải cảnh cũng không để ý hình tượng há to miệng, hoàn toàn không thể tin nổi vào hai mắt mình. Thiệt là, lão nương bị nhốt lâu như vậy, vất vả lắm mới ra ngoài hít thở không khí nổi các ngươi lại hoan nghênh lão nương kiểu vậy sao? Một thanh âm quyến vù mà vừa cây cú vang lên. Quả cầu màu đen bỗng nhiên tách ra, biến thành hai cái cánh khổng lồ bắn về không trung, thình thịch, người đá bị lực lượng kinh khủng đánh bay, rơi vào bùn đất phía xa, che phủ bầu trời, che lấp mặt trời, mỗi một cái cánh ít nhất dài 10 dặm, ngay cả mặt trời cũng bị che lại. Phía dưới là một mảng tối, mà ở giữa hai cánh là một nữ tử, chiều cao thân thể không giống người thường một nữ nhân có cánh dài đỡ được hơn trăm cường giả oanh kích loạn xạ, ma nữ tuyệt thế, nàng đạp hư không, hai cánh sau lưng mau chóng co rút lại, biến thành dài ba xích nhẹ nhàng vũ động sau lưng nàng. Dị tộc nhân, nữ tử này tràn đầy vẻ đẹp hoang dã, người cũng mặc một bộ quần áo da màu đen bó sát, cổ áo trẻ sâu, chẳng những có thể nhìn thấy hai rảnh vú sâu, mà hai quả cầu ngọc cũng lộ ra ba phần, bờ eo mảnh mai nhỏ có thể nắm hết, mông mượt mà lớn vẽn lên tôn hai đùi ngọc càng thêm thon dài, tóc dài màu tím, cánh sau lưng màu đen, mà ở trên mông tròn đầy đặn kia lại có một cái đuôi dài một trượng nhẹ nhàng vẫy vẫy, đây tột cùng là người gì, thực lực sao lại khủng bố như vậy, từ khi vạn cổ đại đế ngã xuống, thế gian đã không còn cường giả hóa thần cảnh nữa, chẳng lẽ trước mắt này chính là một vị. Nếu không thì, làm sao có thể đỡ được nhiều công kích của cao thủ như vậy, nếu là một vị đại năng, kết cục toàn bộ thiên hạ sẽ trở nên long trời lỡ đất, người đá nhảy dựng lên, máu đỏ trong mắt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Rất khó tưởng tượng được một khối tượng đá lạnh như băng lại nhân tính hóa như vậy, nó đột nhiên thu hồi trường mâu quay đầu bỏ chạy, dứt khoát mà kiên quyết, tôn giá là ai? Một gã lão tổ kết thai cảnh hỏi, phốt, ánh sáng đen nhoáng lên một cái, đỉnh đầu lão tổ kết thai cảnh kia lập tức xuất hiện một đoạn đuôi. Vẻ mặt hắn vẫn rất khó tin, nhưng tinh khí thần toàn thân không ngừng trôi đi, sinh mệnh lực cấp tốc xói mòn, đầu đuôi rung lên, lập tức trục trở về, một lần nữa lay động sau tóc tím nữ nhân, thình thịch, lão tổ kết thai cảnh kia từ giữa không trung ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn không còn. Mất đi linh lực bảo hộ, máu thịt hắn nhanh chóng bị độc tố ăn mòn, trong nháy mắt biến thành một bộ xương khô màu trắng trong suốt, cũng chỉ vì muốn hỏi một câu liền bị mạt sát một cách vô tình, nữ nhân này đúng là tâm ngoan thủ lạc nhưng mà ngay cả lão tổ kết thai cảnh cũng bị tiện tay hủy diệt không chút báo trước ở trước mắt thực lực khủng bố như vậy ai dám lên tiếng chỉ trích trong khoảng thời gian ngắn toàn trường trở nên tĩnh mịch ồ màu máu tươi thật xinh đẹp không biết bao nhiêu năm ta chưa thấy rồi mỹ nữ dị tộc kia vỗ tay trắng nõn yêu kiều cười rộ lên sau đó quay đầu lại nói với chu hằng chủ nhân thân ái cần lão nương giết chết toàn bộ những người này không cái đuôi phía sau nhẹ nhàng lắc lắc phát ra một loại phong tình nhưng mà chu hằng vừa tận mắt nhìn thấy cái đuôi này đâm xuyên đầu một gã lão tổ kết thai cảnh sao lại nổi lên được chút phong tình nào hắn ngẩn ra nói ngươi là ai ta là người hầu của ngươi ngươi có thể ra lệnh cho ta làm bất cứ chuyện gì mỹ nữ dị tộc phong tình vạn chủng vẫy vẫy đuôi đôi mắt đẹp chớp chớp tràn đầy quyến rũ mê hoặc lời này vừa nói ra mọi người đều hiện lên vẻ hâm mộ tuy rằng bọn họ còn không biết chu hằng là ai sự đáng sợ của Mỹ nữ dị tộc này đến bực nào mỗi người đều thấy được, lão tổ kết thai cảnh cũng không thể địch nổi nàng, có cường giả như vậy làm người hầu, ngẫm lại cũng khiến người ta hưng phấn muốn chết, hơn nữa, đây còn là Mỹ nhân kiều diễm vô cùng, tuy rằng có đuôi dài, còn có cánh có vẻ rất quá dị, nhưng cũng có một phen tư vị khác, không phải sao, Chu Hằng nhướng mày, nếu tự người này nghe lời như thế, lão lừa đảo sao không để tới lúc bất đắc dĩ cho mình dùng. Giữ lại cho mình dùng, chẳng những có thể làm tay đấm, lại có thể ấm giường, trong đó khẳng định còn có ẩn khúc, ngươi có thể cứu nàng không? Chu Hằng nâng hàng vũ liên lên, nữ nhân này chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng mà tay phải vẫn nắm chặt cửu dương sinh sinh thảo không buông, sức mạnh của cổ cố chấp kia đáng sợ vô cùng, chương 283, một yêu cầu. Chủ nhân, ta tinh thông giết người, cứu người nhàm chán cỡ nào, người ta lười học lắm. Mỹ nữ dị tộc cười thanh khách nói, áo da ôm vú không ngừng sóc nảy, gợi cảm vô cùng. Nghe nàng nói xong, mọi người đều không tự chủ được lui về phía sau, cho dù lão tổ kết thai cảnh, thần anh cảnh cũng không ngoại lệ. Mỹ nữ dị tộc này cường đại đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ rồi, thế gian. Lại vẫn còn hóa thần cảnh tồn tại, nàng đến tột cùng là ai? Từ nơi nào tới đây? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua, mọi người lui lại vài bước sau đó nhao nhao lấy ra thuấn di phù, hưu hưu hưu, từng bóng người hư không tiêu thất. Mỹ nữ dị tộc này thực lực mạnh đến đáng sợ, khiến các cường giả kết thai cảnh, thần anh cảnh đều sợ tới phát khiếp, sợ đi chậm một bước sẽ bị nàng nói giết liền giết, không tiếc tế xuất ra thuấn di phù trân quý. Tới nơi này tranh đoạt cửu dương sinh sinh thảo, mọi người đều cẩn thận tỉ mỉ, người nào cũng chuẩn bị một tấm thuấn di phù. Dù sao cho dù cường giả thần anh cảnh cũng không dám nói sau khi lấy được thần dược có thể ung dung bỏ chạy, chỉ nháy mắt, giữa sân chỉ còn lại có chu hằng. Hàng Vũ Liên, mỹ nữ dị tộc ba người mà thôi, ngươi là ai? Chu Hằng không dám có chút sơ suất, lời cảnh cáo của lão lừa đảo hãy còn bên tai, thu một người thực lực so mạnh hơn mình làm nô, sau lưng của hắn vừa không có nhân vật cường đại làm chỗ dựa, làm sao có thể an lòng, chủ nhân, đây là một yêu cầu sao? Mỹ nữ dị tộc yêu kiều nói, đôi mắt đẹp chớp chớp, toát ra mị lực mê người, không phải. Chu Hằng lắc lắc đầu, thật đáng tiếc. Mỹ nữ dị tộc lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng lập tức lại trở nên hưng trí bừng bừng, vương một cánh tay mềm mại như ngó sen cười nói, chủ nhân, có muốn hôn nhẹ người ta không, thậm chí, có thể làm chút chuyện xuân sắc nha, ngươi hy vọng ta làm như vậy. Chu Hằng hỏi, một tồn tại vô thượng có thể đánh cho cường giả thần anh cảnh đều tè ra quần bỏ chạy, không ngờ dùng sắc dụ một sơn hà cảnh nho nhỏ như hắn. Muốn nói trong đó không có uẩn khúc hắn tuyệt đối không tin, chủ nhân, đây là một yêu cầu sao? Mỹ nữ dị tộc lại hỏi, những lời này, nàng hỏi hai lần, Chu Hằng trong lòng vừa động, vừa rồi hắn hỏi tên họ của đối phương, đối phương tránh không đáp, đây căn bản không phải thái độ của người hầu nói với chủ nhân. Nhưng nếu như nói, đó là một yêu cầu thì đối phương nhất định phải trả lời, mà lão lừa đảo còn nói không đến bất đắc dĩ không nên dùng tượng người, như vậy, có thể như vậy hay không? Chu Hằng cười cười, nói, có phải ta đưa ra yêu cầu, ngươi làm xong rồi, có thể đạt được tự do hay không? Mỹ nữ dị tộc lập tức ngẩn ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên là như vậy. Chu Hằng gật gật đầu, nói, như vậy, ta có thể đưa ra mấy yêu cầu, chủ nhân, đây là một yêu cầu sao? Mỹ nữ dị tộc lần thứ ba nói lời này, chỉ là lần này ánh mắt nàng không tốt mấy, cái miệng nhỏ nhắn chu lại hờn dỗi, không phải. Chu Hằng lắc lắc đầu, thật là đáng tiếc, vậy lão nương cũng không muốn trả lời hình tượng mỹ nữ dị tộc này đại biến, lúc trước còn là thái độ hạ nhân thận trọng, hiện tại lại quay gót 180 độ, cả người ngửa nằm trên không trung, dường như đang ngủ vậy, đúng là bộ dáng yêu nữ hào phóng, nàng nghiêng mặt sang một bên, nói, ngươi không sợ ta làm thịt ngươi sao, chu hằng trong lòng lạnh lẽo, đại nhân vật này tuyệt đối là tồn tại hóa thần cảnh. Nếu như muốn xuất thủ với hắn, hắn căn bản ngay cả cơ hội ý niệm trong đầu vừa động tiến vào cửu huyền thí luyện tháp cũng không có thậm chí cho dù tiến vào bảo tháp cũng có thể bị đối phương mạnh mẽ bắt được nhưng hắn lại là cười to nói nếu ngươi muốn hạ thủ cần gì phải nói nhảm với ta nhiều như vậy chỉ sợ không thể đã thương chủ nhân của ngươi được đây là hạn chế của ngươi sao xú tiểu tử đầu óc còn linh hoạt lắm dị tộc mỹ nhân trên không trung đá một cái khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười nói được rồi lão nương thấy ngươi cũng là người thông minh vậy nói thẳng đi lão nương gọi là nạp lan yêu nguyệt, bị một tên khốn kiếp bắt, sau đó bị phong ấn vào trong tượng người, nếu như ai bóp vỡ tượng người, đó chính là chủ nhân của lão nương, lão nương nhất thiết phải đáp ứng hắn một yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành yêu cầu, lão nương sẽ được tự do, xú tiểu tử, ngươi có yêu cầu gì nhanh nói đi, bảo lão nương lên giường với ngươi cũng được, hì hì, công phu trên giường của lão nương tuyệt đối là nhất lưu, bảo đảm ngươi sẽ vừa lòng, nói xong lời cuối cùng nàng nghiễm nhiên đã biến mình thành nữ nhân thanh lâu, dùng ánh mắt tràn đầy mê hoặc khiêu khích chu hằng, còn le lưỡi nhỏ thơm tho liếm đôi môi đỏ mọng, hai mắt mê ly, liên tục làm ra vẻ quyến rũ. Chu hằng chợt cảm thấy có cổ tà hỏa từ bụng dâng lên, hắn hừ một tiếng, nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, cứu nàng. Hắn ôm lấy hàng vũ liên, lão nương chỉ biết giết người, sẽ không cứu người, ngươi tên tiểu vương bác đảng này, có yêu cầu gì nói nhanh một chút, đừng để lão nương nổi đóa. Nạp Lan yêu nguyệt đột nhiên nổi khùng, một tay chụp Chu Hằng sách lên, bộ ngực của nàng cực kỳ hùng vĩ, mặt của Chu Hằng dán chặt lên bầu ngực cao vút, mũi còn ngửi được hương thơm mê người khiến hắn dâng lên cổ cảm giác chiếm hữu mãnh liệt, thân là hạ phó, còn vỗ lễ với chủ nhân sao? Chu Hằng buồn bực nói, hiện tại không phải lúc làm chuyện như vậy, Nạp Lan yêu nguyệt mị nhãn loạn chuyển, hừ một tiếng, nói, lão nương đây là dùng thân thể mình khao chủ nhân, ngươi còn không thỏa mãn nàng lại dùng lực, toàn bộ khuôn mặt Chu Hằng đều bị nhét vào giữa hai đỉnh đầu vú kia. Con bà nó, đây không phải là ép người ta sao? Nữ tử này không phải là yêu tộc giống như hồ ly chứ? Sao lại cả người mùi thơm cơ thể cũng chọc người như vậy? Tuy rằng trong đầu Chu Hằng thanh minh, nhưng mà huyết dịch toàn thân lại sôi sụp, vật kia trong nháy mắt cứng rắn như sắt, khanh khách. Nạp Lan yêu nguyệt rút hắn từ ngực ra, một bàn tay ngọc hại vơ tới chân hắn, bắt được chỗ ngẩn cao kia, cười quyến rũ nói, chủ nhân, muốn người ta đi trừ hỏa cho ngươi hay không? Cút về. Chu Hằng phẫn nộ quát, a. À. Nạp Lan yêu nguyệt cả kinh kêu lên một tiếng, trong nháy mắt cả người thu nhỏ lại, nhưng lại bị biến thành tượng người cao nửa xích, còn có thể như vậy, Chu Hằng cầm lấy tượng người, dùng ngón cái nhẹ nhàng cà cà mặt ngoài, lập tức, một dòng nước xiết không hiểu từ tượng người truyền tới. Lúc hắn vừa mới nhận được tượng người cũng từng có cảm giác như vậy, nhưng khi đó cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới đây là phản ứng của chân thân, hắc hắc, vừa rồi treo chọc mình rất vui vẻ sao, Chu Hằng quét nhìn hàng vũ liên, lập tức thu hồi tâm tình treo chọc lại, ném tự người vào trong cửu huyền thí luyện tháp. Hắn nhíu nhíu mày. Bên người hắn cũng không có Linh đang dịu dược khởi tử trở lại, làm cách nào cứu người đây, Linh đang dịu dược, bản thân hàng vũ liên không phải là vậy sao, thời điểm huyền âm thể đang tự mình thiêu đốt, có thể khu trừ hết thể hiệu quả tiêu cực, Cường đại như đồng tâm kết đều giải được, là siêu cấp tiên đang chân chánh. Đương nhiên, nếu như không được âm dương thông nhau, như vậy sẽ bị tiết hết nguyên âm mà chết, nhưng mà Chu Hằng lại khác. Hắn dùng Kim Dương Thảo Vương, thể chất cực dương, vừa vặn cùng bổ với huyền âm, mấu chốt là hắn hạ thủ được sao? Cũng không phải trên mặt đối phương có hai vết sẹo lớn dọa người ảnh hưởng tới tâm tình, sức hấp dẫn của huyền âm thể xa xa dung mạo đẹp xấu nhưng mà nữ nhân này là cô cô của hàng diệt giao a về sau bảo hai nàng làm sao ở chung đây với chiếm hữu mãnh liệt của hắn tuyệt đối không có khả năng để nữ nhân cùng chung đụng với mình chạy trốn vẫn là cứu người quan trọng nhất dù sao bên cạnh hắn đã có một đôi mẹ con còn sợ gì chứ chu hằng biết đây là mình tự tìm cớ huyền âm thể hấp dẫn với thể chất hắn quá lớn giống như hai khối nam châm trời sinh hút nhau hắn trước kia tuy rằng kiệt lực kháng cự loại mê hoặc này nhưng chỉ cần có lý do thích hợp, hắn cũng không ngại bị hấp dẫn, thời gian không nhiều, nhất thiết phải mau chóng quyết định, Chu Hằng cũng không phải người hay chần chừ, trong nháy mắt đã làm ra quyết định, hắn tế ra cửu huyền thí luyện tháp, phóng đại, cửa mở ra, hắn ôm hàng vũ liên đi vào, bên ngoài trống trải. Trong nháy mắt cửu huyền thí luyện tháp thu nhỏ lại thành hạt các bé tí, lẫn vào trong bùn đất, vù, một đạo sương mù đen cuốn qua, dừng ở chỗ cửu huyền thí luyện tháp, là một kẻ có khuôn mặt nhân loại, kỳ quái, mặt đen này phát ra một đạo thần thức dao động, trong nháy mắt lại hóa thành sương khói tán đi, Chu Hằng. Chúng nữ lập tức tiến lên đón, khi nhìn thấy hắn ôm hàng vũ liên máu me dầm về, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, các ngươi đều đi lên lầu 2 đi. Chu Hằng phẩy tay. Thân là chủ nhân cử huyền thí luyện tháp, ở trong bảo tháp, hắn có được vô thượng quyền uy, chúng nữ cùng tiểu hôi lập tức bị đưa đến tầng thứ hai. Chuyện kế tiếp không nên bị người khác nhìn thấy, hàng tiền bối. Ta bây giờ là vì cứu ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Chu Hằng hai tay hợp thành chữ thập nói, nhưng lập tức lại rút ra, mình nói năng lộn xộn cái gì vậy, ít nói nhảm, làm nhiều vào. Hắn bắt đầu cởi áo, thắt lưng cho hàng vũ liên, bởi vì cũng không phải sở trường cởi áo cho người, hai tay hắn vất qua, linh lực như kiếm, áo vải trên người hàng vũ liên nhau nhau rơi xuống với tu vi sơn hà cảnh tự nhiên có thể làm y phục vỡ nát mà không bị tổn thương tới da không nhìn hai vết sẹo dữ tợn kia từ dưới cổ thân thể hàng vũ liên tuyệt đối hoàn mỹ không sức mẻ ngọc phong cao ngất rất tròn lại trắng như tuyết bụng bóng loáng bằng phẳng cái mông cao thẳng tạo thành đường cong mê người tròn mà không béo hai chân dài thẳng tắp tinh tế chân ngọc xinh xắn mười ngón chân ngón tay màu phấn hồng lộ ra mê hoặc mãnh liệt chu hằng cúi đầu nhìn ánh mắt hàng vũ liên trong mắt kia sớm đã vô cùng phẫn nộ, ai oán, như muốn thiêu cháy người vậy. Hàng Vũ Liên là bị tử thương, bị vây ở trạng thái sắp chết, nhưng mà lúc này thần trí lại vô cùng thanh tĩnh, nàng thấy rõ bộ mặt thật sự của Chu Hằng, vô cùng tà ác, quả nhiên, nam nhân này đánh chủ ý lên thân thể nàng, không phải sao, nàng hiện tại vô cùng xấu xí, lại cách cái chết không xa, cho dù võ giả tụ linh cảnh cũng không liếc nhìn nàng một cái võ giả giống bậc cao như Chu Hằng còn thiếu mỹ nữ sao. Như vậy, đáp án chỉ có một, hắn muốn cướp đoạt tu vi cả đời của mình, hận thương thiên, nàng đau khổ giữ trên trăm năm, rốt cục bước vào linh hải cảnh, cách giải thoát chân chính chỉ thiếu chút nữa, cuối cùng lại thất bại trong gan tất, còn bị rơi vào tay kẻ xấu. Hơn nữa, còn là người đã hại chết cháu gái hàng diệt giao của nàng, hận, 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 chẳng những trinh tiết của cô cháu đều bị tiểu nhân tà ác này đoạt đi, lại còn bị bồi thường tính mạng còn đem tu vi cả đời cho hắn, sao có thể không khổ tâm, hàng vũ liên hiện tại ngay cả một ngón tay cũng không có cách nào nhúc nhích, nhưng trong mắt lại là sát khí cuồng bạo, nàng vẫn có một cơ hội, chương 284, chữa thương. Lúc huyền âm thể hoàn toàn thả ra, có thể khu tịnh hết thảy trạng thái không tốt, trị hết thảy thương thế, nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn, sau đó nguyên âm tận tiết, bao gồm sinh mệnh chi hỏa, làm giá y cho người khác, trong nháy mắt này, nàng có thể khôi phục tu vi linh hải cảnh sau đó giết chết chu hằng giết 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 nàng nhất định phải giết chết tên tiểu nhân hèn hạ này vì mình còn báo thù cho hàng diệt giao hàng vũ liên tính niệm kiên định một cổ ý niệm không cam lòng bất khuất giúp nàng luôn bảo trì thanh tĩnh tuyệt không thể bị hôn mê nhưng vào lúc này chu hằng cúi đầu hôn lên vết sẹo trên mặt nàng ông trong đầu hàng vũ liên trở nên hỗn loạn vì sao nàng biết hai vết sẹo lớn của mình dọa người cỡ nào thậm chí mình nhìn qua gương một lần liền hủy tất cả mọi thứ trong phòng nàng đã từng là một tuyệt đại mỹ nhân hiện tại lại trở thành nữ tử xấu xí chênh lệch như vậy chẳng khác nào dòng sông mà mặt biển lấy tâm tính linh hải cảnh của nàng cũng không cách nào chấp nhận nhưng mà chu hằng không ngờ hôn vết thương của mình còn dịu dàng như vậy vì sao muốn cướp đoạt tu vi của nàng rất đơn giản nhắm mắt lại làm là được rồi đúng rồi hắn nhất định biết mình có cơ hội thiêu đốt trong nháy mắt, sẽ khôi phục tất cả thực lực, sợ nàng quay giáo một kích. Đúng là tiểu nhân hèn hạ vô sĩ, không ngờ còn dùng ám chiêu như vậy để mê hoặc nàng, cũng nàng còn dâng lên cảm động, nàng oán hận, chỉ cảm thấy một bàn tay lách qua hán chân mình, không vỗ về chơi đùa vài cũng đã nước phù sa tràn trề, trở nên ướt ác, vũ liên, chúng ta bắt đầu rồi. Trong thanh âm nam nhân dịu dàng, hai người đã kết hợp với nhau. Hàng Vũ Liên vẫn không nhịn được nhắm đôi mắt đẹp lại, tình cảm chưa bao giờ được thể nghiệm kịch liệt dâng lên, để cho nàng có một loại khoái cảm toàn thân đều sắp nổ tung. Đây là nam nữ hoang ái, thật là tuyệt vời a. À. Hàng Vũ Liên cũng không hận Chu Hằng xâm phạm nàng, ngược lại, cố ý cô lập, bài xích người khác, nàng trở nên vô cùng tịch mịch, khoái cảm mãnh liệt như vậy khiến nàng phiêu bồng, dù sao cũng phải chết. Điên cuồng một hồi thì như thế nào, nàng hận, Chu Hằng là tiểu nhân, hận thiên địa bất công, tại sao lại để nàng sinh ra là huyền âm thể chứ không cam lòng nàng cũng là nữ nhân hơn nữa còn là đại mỹ nhân tuyệt thế thiên hương quốc sắc vì sao không thể giống nữ nhân khác tìm được một người mình thích thậm chí thích nam nhân cùng mình vượt qua quãng đời còn lại vì sao nàng lại phải nơm nớp lo sợ coi chừng thân thể mình thậm chí bị buộc tự hủy dung nhan nàng vẽ ngoài lạnh lùng kỳ thật nội tâm đã sớm biến thái rồi sống như vậy trong thời gian dài ai lại không biến thái chứ nàng gần như điên cuồng hưởng thụ Chu Hằng tấn công, nếu không phải bị thương quá nặng không thể nhúc nhích, thậm chí nàng sẽ cưỡi ngược lên Chu Hằng. Nếu ván đã đóng thuyền, chỉ có thể đi về phía trước, một hồi nữa thì cũng chết thôi. Trong ánh mắt của Hàng Vũ Liên chấp động vẻ khoái ý điên cuồng, thậm chí nàng có chút đam mê cảm giác bây giờ, thậm chí có điểm cảm kích Chu Hằng để cho nàng trước khi chết cảm nhận được lạc thú nam nữ, để cho nàng đến chết không còn là một xử nữ hủy dung xấu xí lạnh như băng. Rất nhanh, ngay lúc nàng hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt, huyền âm thể bắt kịch liệt bùng cháy. Vết sẹo của nàng lấy tốc độ trong nháy mắt khép lại, trong nháy mắt lỗ thủng ở ngực nhanh chóng biến mất, vết sẹo trên mặt lập tức biến mất, hiện ra khuôn mặt xinh đẹp mê chết người ta, đáng tiếc tất cả cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, lập tức sẽ biến mất, trong người hàng vũ liên tràn ngập lực lượng đáng sợ, mà nàng cũng có thể cảm ứng được, vô tận lực lượng của mình đang điên cuồng vọt tới thân thể chu hằng, lực lượng của nàng sinh mệnh lực của nàng đều đang nhanh chóng trôi qua chết đi nàng đẩy ra một chưởng đánh vào ngực chu hằng nữ nhân ngốc này bị một chưởng nặng nề oanh kích chu hằng liên tục thổ huyết nhưng mà hai tay hắn lại ôm chặt hàng vũ liên chết cũng không buông nếu như lúc này hắn bị đánh bay âm dương giao hợp dừng lại giữa chừng hàng vũ liên không có dương khí bổ lại sẽ lập tức tử vong nữ nhân này một chút cũng không để cho người ta bớt lo chu hằng cắn răng nếu hắn không có thể chất vượt qua pháp khí sơn hà cảnh, hiện tại khẳng định đã xong đời rồi. Nhưng mà đó là một kích toàn lực của linh hải cảnh A, trúng một kích đó nơi buồn tim trên ngực hắn lõm sâu một dấu bàn tay, bốn cây xương sườn gãy đoạn, thiếu chút nữa đâm vào tim hắn, hắn cắn lên vai hàng vũ liên, trong lúc đau nhức không ngờ đạt tới cực khoái, bắt đầu đáp lại dương khí cho đối phương, hình thành một vòng tuần hoàng hoàng mỹ, âm dương cùng sinh, sinh sôi không thôi. Hàng Vũ Liên đang định đánh ra trưởng thứ hai liền ngừng lại, nàng cảm thấy linh lực và sinh mệnh lực đang được tặng lại, làm dịu đi thân thể vừa mới héo rũ của nàng, tốc độ rất nhanh, rất nhanh để cho nàng khôi phục được trạng thái đỉnh cao, không chỉ như thế, linh lực của nàng lại đang tăng trưởng, dường như Chu Hằng mới là huyền âm thể, đang cho nàng ưu đãi, âm dương tương hổ, hai người ép cổ lên nhau, rất nhanh đều đình chỉ mất máy, chỉ còn lại tiếng hít thở dốc ồ ồ, Chu Hằng chỉ cảm thấy ngực đau dữ dội, đó chính là một trưởng toàn lực của linh hải cảnh à, không bị một trưởng nện chết đã là thiên đại vận khí. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoàng mỹ của hàng Vũ Liên, miễn cưỡng rặn lên vẻ tươi cười nói, ta cưỡi lên ngươi một lần, ngươi đập ta một trưởng, chúng ta huề rồi chứ. Hàng Vũ Liên lập tức dở khóc dở cười, tên này lúc này còn đùa bẩn được. Đã biết chu Hằng chỉ thật lòng cứu mình, thái độ của nàng tự nhiên chuyển biến rất lớn, trong hai mắt tràn đầy nhu tình. Hai cánh tay ngọc mềm mại không xương xiết lấy cổ Chu Hằng, nàng thổ khí như lan, nói: "Cảm ơn ngươi, cảm tạ cái gì?" Làm nàng sung sướng, lời này Chu Hằng không dám che mặt nói: "Ít nhất không phải hiện tại, hắn chết thì không chết được, nhưng mà ngực bị thương cũng không phải giả dối, không phải vì ngươi đã cứu ta, mà là để cho ta." Cảm nhận được khoái hoạt làm nữ nhân. Hàng Vũ liên lộ ra nụ cười mê người, mơn trớn khuôn mặt Chu Hằng trước kia ta thường xuyên sinh ra ảo tưởng không thực tế, có thể giống như nữ nhân khác, giúp chồng, dạy con, hưởng thụ niềm vui ngày tháng. Ta cũng không phải nữ nhân cường thế, ta cũng không muốn tập trung tu luyện, nhưng dưới tình thế bức bách, ta không thể không làm, nàng quả thật đủ đáng thương, giống hàng diệt giao. Cho nên mới phải liều mạng cướp đoạt cửu dương sinh sinh thảo, trong lòng nàng kỳ thật đã sớm chuẩn bị cái chết rồi, cho nên muốn đỏ sức đánh một trận. Chu Hằng trong lòng thương tiếc, nhưng lại muốn ra sức đánh mông nữ nhân này, đúng là rất ngu xuẩn. Chu Hằng, Chu Hằng, yêu ta nhiều hơn đi. Hàng Vũ Liên mị nhãn như tơ, mới nếm thử tư vị tình yêu, đặc biệt một còn là nữ nhân tuyệt vọng tự cho rằng cả đời không thể được nam nhân yêu, giờ phút này động tình như lửa, ta đã thề, nếu yêu một nam nhân, vậy bất kể hắn xấu xí, tà ác như thế nào, ta đều điên cùng cùng hắn, cho dù cùng nhau xuống địa ngục, cũng cùng trở thành ma điên. Chu Hằng cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không phải huyền âm thể, có thể loại bỏ được thương thế, nói sau ta cũng không phải lần đầu tiên. Hàng Vũ Liên cười ha ha, nàng còn buông thả hơn hàng diệt giao, hôn Chu Hằng một cái nói, phu quân, về sau ta nhất định hết mực yêu thương ngươi, đúng là một nữ nhân biến thái, Chu Hằng thầm nói trong lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận, nữ nhân si ngốc như vậy khiến hắn cực kỳ hưng trí, ta dạy cho ngươi thiên dương địa âm công, dùng ngộ tính của hàng Vũ Liên, Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ bộ công pháp này cũng chỉ mất nửa ngày mà thôi. Cuối cùng nàng hiểu rõ bộ công pháp này, lập tức không kịp chờ đợi đẩy ngã Chu Hằng, bắt đầu hành trình nữ kỵ sĩ. Một lần lại một lần, Hàng Vũ Liên buông ra sự điên cuồng của mình, một mình cùng Chu Hằng triền đấu ba ngày ba đêm, sau đó mới chung cáo thu binh, bắt đầu ở một bên vận chuyển linh lực, tiêu hóa ưu đãi mấy ngày này lấy được. Huyền âm thể tuy rằng lần đầu chung đụng có hiệu quả lớn nhất, nhưng trời sinh cùng Kim Dương Thảo Vương Hổ Tương, sau vài lần hiệu quả kém đi rất nhiều, nhưng mà ưu đãi lại luôn có, thương thế của Chu Hằng cũng đã khép lại, cũng ngồi xếp bằng, tấn công cảnh giới Sơn Hà Nhị Trọng Thiên, Hàn Vũ Liên đã có tu vi Linh Hải cảnh, hai người lại song tu, ưu đãi hắn chiếm được, được mạnh mẽ thúc đẩy tu vi hắn lên Sơn Hà Nhất Trọng Thiên đỉnh phong, có thể bắt đầu tấn công cảnh giới cao hơn. Trong không gian đang điền, thần thức Chu Hằng vũ động hắc kiếm, tiếp tục mở rộng nội thế giới, núi cao sông lớn hình thành toàn bộ nội thế giới càng thêm bao la bát ngát, vẹn vẹn chỉ nửa tiếng, hắn đã mở hai mắt, xương cốt cả toàn thân bạo vang, được linh khí thiên địa thanh tẩy, lực lượng hắn tăng vọt, sơn hà nhị trọng thiên, nếu bên cạnh hắn đều là huyền âm thể thì tốt biết bao, chu hằng không biết đủ thầm nghĩ, bên kia hàng vũ liên cũng khó khăn lắm mới tiêu hóa xong tất cả ưu đãi, quay sang hắn cười quyến rũ. Hắn sải bước đi qua, một tay đặt hàng vũ liên lên giường, hàng vũ liên động tình như lửa, rất tự giác vểnh cái mông đầy đặn lên nên đón chu hằng tiến vào ba một tiếng trầm đục vang lên nàng chỉ cảm thấy mông đau rất đúng là ăn một vỗ a à, nàng yêu kiều hừ lên mị nhãn như tơ quay đầu ai oán nhìn chu hằng bách Mỹ lan tràn phu quân ngươi sao lại đánh người ta ngươi không nên đánh sao chu hằng chính là chờ đợi cơ hội này nữ nhân ngốc này thiếu chút nữa đã hại chết cả hai người không dạy dỗ một trận không được bốt bốt ba Chu Hằng càng đánh càng mạnh, mà Hàng Vũ Liên cũng không vận dụng lực lượng linh hải cảnh phản kháng, ngược lại dường như đang hưởng thụ, bởi vì rất nhanh Chu Hằng phát hiện dưới váy nàng đã ướt sủng, hiển nhiên tràn ra không thể vãn hồi, hắn không khỏi vỗ nhẹ xuống, dùng tay sờ một cái, nước phù sa trắng mịn, tràn đầy lửa nóng, phu quân, xin tiếp tục trừng phạt ái thê không nghe lời ngươi đi, Hàng Vũ Liên lắc lắc mông nói, buồn vú buông xuống kinh tâm động phách, Chu Hằng thiếu chút nữa phun máu mũi, tạo nghiệt à hắn không khách khí đánh tiếp, tự nhiên lại có một phen oanh oanh yến yến, lại dằn co hơn nửa ngày, Chu Hằng mới đưa tiêu họa thủy các nàng và tiểu hôi từ tầng thứ hai ra, đại khốn nạn, người ta muốn cắn chết ngươi. Phong liên tình đánh tới, ngươi làm hại người ta bao nhiêu ngày không có cơm ăn, người ta thật muốn nổi giận, lúc Chu Hằng đuổi các nàng tới tầng hai, không chuẩn bị đồ ăn thức uống cho các nàng, là một tên ăn tạp. Nhà đầu hoang dã tự nhiên cực kỳ khó chịu mọi người đều cười ha hả, chương 285, đưa đi. Chu, Hằng. Ứng mộng phạm cũng nhào ra, tuy nhiên nàng rất không vui, cái miệng nhỏ nhắn mê người lại chu lên, giống như một hài tử buồn phiền, nàng vốn là vậy mà, hả? Hàng Vũ liên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng cũng không nhận ra vị đệ nhất mỹ nữ đế đô ngày xưa này, nhưng cũng cảm ứng được khí tức huyền âm thể trên người đối phương, tương hợp với nhất mạch của mình, nàng là ai? nàng quay đầu nhìn về phía Chu Hằng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Ở bên cạnh Chu Hằng không ngờ xuất hiện ba huyền âm thể, chuyện này không khỏi cung quá trùng hợp đi, ứng mộng phạm, cái gì, ứng mộng phạm. Nàng không phải mất tích mười mấy năm rồi sao? Hàng Vũ Liên còn kinh ngạc hơn, từ từ sẽ kể cho ngươi nghe. Chu Hằng vuốt tóc dài ứng mộng phạm vắt lên người mình, sau đó vung tay đánh văn phong liên tình ra ngoài, nhà đầu hoang dã này không ngờ ác ôm cắn tay hắn hắn giới thiệu cho chúng nữ, tiêu họa thủy tam nữ lập tức yểu xìu, bởi vì ba người các nàng là nô, mà hàng vũ liên là thê thiếp, địa vị hoàn toàn bất đồng. Dưới yêu cầu mãnh liệt của phong liên tình và ứng mộng phạm mãnh mọi người được ăn một bữa ngon, sau đó chu hằng ra khỏi cửu huyền thí luyện tháp, mang theo mọi người rời khỏi phiến tử địa này. Gần một tháng sau, hắn rút cục ra khỏi rừng rậm, chu hằng lại lấy tượng người ra bóp nát, quanh cánh đen che trời mỹ nữ dị tộc nạp lan yêu nguyệt cường đại cho người ta kinh sợ kia lại xuất hiện ba nàng giòn giả vỗ lên mông mình một cái hướng chu hằng cười quyến rũ nói tiểu ca ca có muốn cưỡi lên một cái không chu hằng mặt đen lại tuy rằng nữ nhân này hoàn thành một yêu cầu có thể thoát thân nhưng mà như vậy cũng quá mức đi tốt xấu gì ngươi cũng là cường giả hóa thần cảnh à không sợ mất mặt sao tuy nhiên lúc trước vì quan tâm hàng vũ liên cho nên không chú ý tới hiện tại suy nghĩ lại một chút, bộ dáng nạp lan yêu nguyệt giống như đã từng quen biết, không sai. Ở thế giới dưới đất, nơi ngục giam hư hư thực thực kia, vô số hấp huyết đằng trói buộc một nam nhân cánh dơi, hắn từng muốn dùng tinh thần lực giết hắn, nhưng mà ngoài dự liệu lại bị hắc kiếm phản vệ, ngược lại hại chết mình. Hai người trừ giới tính khác nhau ra thì hình thể khá tương tự, nam nhân cánh dơi kia cũng cực kỳ cường đại, bức tộc, chủng tộc này thật sự tồn tại ở huyền càng đại lục sao. Sao lúc trước không thấy dạ ma tộc nhân nói chứ? Lúc ấy đều là cường giả kết thai, thần anh cảnh a, dù sao cũng phải có một hai người biết sự tồn tại của chủng tộc quái dị này, còn có vệ kim tộc, chủng tộc này cũng cường đại đến khó có thể tin, chẳng lẽ đều không phải là chủng tộc huyền càng đại lục? Thậm chí, căn bản không phải phàm tộc, Chu Hằng sớm đã cảm thấy năng lực của vệ kim tộc vô cùng đáng sợ, vượt qua bất kỳ huyết mạch lực nào rồi. Chỉ cần có kim loại để cắn nuốt, thể chất mỗi một tộc nhân đều có thể tiến hóa đến cường độ pháp khí hóa thần cảnh chủng tộc như vậy cho dù là chỉ có mang lực ai có thể diệt được chứ nói chi tới thu phục cho dù vạn cổ đại đế cũng không được như vậy nếu chủng tộc này căn bản không phải ở phàm giới thì sao tiên giới chu hằng đã sớm hoài nghi cửu huyền thí luyện tháp là tiên vật trong tiên vật như vậy tồn tại tinh huyết tiên nhân cũng không phải chuyện quá khó tiếp nhận khổng ngạo côn lão lừa đảo nạp lan yêu nguyệt ba người này cũng có thể có liên hệ sâu sắc với tiên giới à, tiểu ca ca, muốn làm phát hay không? Nạp Lan yêu nguyệt vê vê môi đỏ mọng, cười thanh khách, Chu Hằng tạm thời buông bỏ nghi hoặc, nói, nếu yêu cầu của ta là, vĩnh viễn phục tòng mệnh lệnh của ta, ngươi có chấp hành không? Thật có lỗi, tuyệt không có chuyện tốt như vậy. Hai cánh nạp lan yêu nguyệt trung lên, đã xuất hiện ở phía sau Chu Hằng. Một cái đuôi dài vần qua lỗ tai Chu Hằng nói, tiểu ca ca, ngươi đúng là lòng tham không đáy à chu hằng hít một hơi thật sâu nói tốt lắm ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện tiểu ca ca ngươi rốt cục quyết định tương hợp với lão nương sao nạp lan yêu nguyệt vừa mừng vừa sợ nhưng lập tức lại lắc lắc phong đồn mang theo vẻ ngượng ngùng nói vậy ngươi phải ôm nhu một chút người ta là lần đầu tiên mẹ à quỷ mới tin lúc trước còn nói công phu trên giường là nhất lưu hiện tại lại thành xử nữ xử nữ cái đầu ngươi a à, yêu cầu của ta rất đơn giản về sau vĩnh viễn không thể làm tổn thương ta và thân nhân bằng hữu của ta chu hằng nghiêm nghị nói chủ nhân đây là một yêu cầu sao nạp lan yêu nguyệt có chút kích động hỏi đúng vậy như ngươi mong muốn chủ nhân của ta nạp lan yêu nguyệt vẻ mặt nghiêm túc địa nói một đạo dao động mắt thường không thể nhận ra từ mi tâm nàng phát ra tạo thành một hình cầu sau đó ầm ầm vỡ nát nàng nhẹ nhõm thở ra ánh mắt trở nên nhẹ nhàng trước đây chưa từng có, lão nương rốt cục được tự do. Nàng tức tiếng cười to, bộ ngực bọc trong áo da kịch liệt rung động, chu hằng nhìn vào mà miệng khô lưỡi rác, nữ nhân này chẳng những không hơn không kém đại mỹ nhân, hơn nữa còn là vư vật, vú to tới mức khiến người ta tá hỏa, tiểu nam nhân, ngươi giải thoát người ta như vậy, lão nương miễn phí lên giường với ngươi, thế nào? Yêu nữ này tiến đến bên tai Chu Hằng, thổ khí như lan, còn le lưỡi liếm một cái, vô cùng mê người. Chu Hằng cười, nói, tiền bối chắc là rời nhà rất nhiều năm rồi phải không, hay là nhanh trở lại đi. Nạp Lan yêu nguyệt lập tức động tâm, nhưng cười thanh khách nói, tiểu nam nhân, ngươi thật không muốn lên giường với lão nương sao. Lão nương chính là yêu tinh trên giường à, thật sự không cần. Chu Hằng xua tay, Nạp Lan yêu nguyệt có chút kỳ quái nhìn Chu Hằng, nói, tiểu nam nhân, ngươi vì sao lại thả cho ta được tự do. Ngươi không phải cũng biết, cho dù ngươi không nói ra bất kỳ yêu cầu gì ta cũng sẽ bảo vệ tánh mạng ngươi sao không vĩnh viễn giữ ta ở bên cạnh ngươi dù sao nàng đã được tự do không chút kiên kỵ nào hỏi nghi ngờ trong lòng thanh niên chính nghĩa giống như ta sao có thể làm ra chuyện vô sĩ như vậy chứ chu hằng chính nghĩa nghiêm nghị nói nạp lan yêu nguyệt lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn nói loại người vô sĩ giống ngươi lão nương thấy nhiều rồi tuy rằng lão nương đã đáp ứng không gây tổn thương tới ngươi nhưng vẫn có biện pháp chỉnh ngươi, ngươi tin hay không, làm người tốt thật khó a. À? Chu Hằng lắc lắc đầu, bộ dáng bất đắc dĩ, nói đi, cùng lắm thì lão nương cho ngươi sờ cái đuôi một cái. Yêu nữ này nói xong lại giơ đuôi lên trước mặt Chu Hằng, cái đuôi này như tóc thắt biếm đuôi ngựa, chút nhìn không ra là lợi khí lúc trước đánh giết một gã cường giả kết thai cảnh, nhẹ nhàng bay bổng trên không khí, Chu Hằng nghĩ nghĩ, thành thật nói, ta quả thật có thể giữ ngươi ở bên người nhưng làm như vậy, ngươi khẳng định sẽ ghi hận với ta. Mà khi ta gặp tình huống khó xử cần ngươi giúp đỡ, như vậy, khi ngươi hoàn thành yêu cầu đạt được tự do chỉ sợ ta sẽ bị tai bay vạ gió, nạp lan yêu nguyệt sửng sốt, không nghĩ tới chu hằng lại trả lời như vậy. Sau một lát, nàng mới lộ ra nụ cười quyến rũ, nói, tiểu nam nhân, nhìn không ra ngươi đúng là trí tuệ đấy, chu hằng mặt giãn ra, tiếp nhận lời khen của đối phương, hắn căn bản không có thực lực điều khiển đối phương, chủ yếu phó cường, sẽ có một ngày xảy ra chuyện, thí dụ như, nạp lan yêu nguyệt có thể ra tay với tiêu họa thủy các nàng, nếu như chu hằng ngăn cản, chẳng khác nào để nạp lan yêu nguyệt hoàn thành một yêu cầu. Hay hoặc là, hắn bị người chế trụ, ngay cả ý niệm trong đầu cũng không thể động được, không vào được cửu huyền thí luyện tháp, giữ một cường giả không cam tâm tình bất nguyện ở bên người làm nô, chẳng khác nào một cái bùa đòi mạng, cách không được lão lừa đảo nói, không tới lúc vạn bất đắc dĩ không nên dùng đúng là một con dao hai lưỡi không cẩn thận sẽ gây tổn thương mình miếu nhỏ dung không được đại phật đưa đi còn không được sao vậy lão nương đi đây chờ một chút hả tiểu nam nhân hối hận rồi sao muốn lên giường với lão nương một đêm sau nạp lan yêu nguyệt liếc chu hằng ta có thể sờ cánh ngươi được không chu hằng có chút hưng phấn nói đối với một nhân loại mà nói có hai cánh có thể bay liền quả thực là giấc mộng trong giấc mộng tuy rằng đạt tới kết thai cảnh có thể lăn không hư độ nhưng mà chu hằng dù sao hiện tại chỉ là sơn hà nhị trọng thiên cách kết thai cảnh còn một khoảng lớn khuôn mặt mê chết người của nạp lan yêu nguyệt lập tức đỏ ửng da mặt co rút nói ngươi thật muốn sờ phải chu hằng rất tò mò với đôi cánh ngươi sờ đi nạp lan yêu nguyệt cắn răng nói dường như rất giận xoẹt một tiếng hai cánh mở rộng cánh đen như cánh chim cũng không làm cho người ta có cảm giác âm trầm tà ác, ngược lại có vẻ thập phần trang nghiêm đoan trang. Nếu là lúc khác Chu Hằng khẳng định có thể phát hiện ra Nạp Lan yêu nguyệt đang bất mãn, nhưng mà lúc này trong lòng hắn tràn đầy hưng phấn, lại không phát hiện ra, lập tức đưa tay vuốt vuốt, cánh bóng loáng, mỏng như cánh ve, dường như rung lên sẽ bị xé rách vậy. Thân mình nóng bỏng của Nạp Lan yêu nguyệt rung nhẹ nhẹ, gương mặt xinh đẹp vẫn đỏ lừ xuân sắc, đôi mắt đẹp quyến rũ ướt ác. Nàng hừ một tiếng, nói, sợ đủ chưa, đừng nhỏ mọn như vậy, để ta nghiên cứu thêm một chút. Chu Hằng cũng không sợ nàng, dù sao yêu nữ này đã đáp ứng sẽ không đã thương hắn, thân nhân và bằng hữu của hắn rồi. Nạp Lan yêu Nguyệt rất dơ chân đạp tới, tên tiểu tử hỗn đảng này, có biết đôi cánh đối với phong dực tộc có ý nghĩa như thế nào không? Mình sao lại hồ đồ đáp ứng chứ, xú tiểu tử, đủ chưa? Nàng cắn răng nói, lúc này... Chu Hằng rốt cục nghe ra nàng đang bất mãn, thu tay về nói, "Đủ rồi, hừ, về sau đừng để cho lão nương gặp lại ngươi." Nạp Lan Yêu Nguyệt trừng mắt liếc Chu Hằng một cái, một tay chỉ trời, "Sao đột nhiên lại nổi giận chứ?" Chu Hằng hồn nhiên không nghĩ ra, tốt lành gì cũng chưa đắc tội nàng a. À. Xem ra, nữ nhân chính là nữ nhân, cho dù là nữ nhân yêu tộc cũng rất không nói lý, hắn đang miên mang suy nghĩ, đã thấy Nạp Lan Yêu Nguyệt xẹt qua trên bầu trời hiện ra một cái lỗ đen tối tăm khiến người ta phát hoảng. Quanh, bầu trời sấm rền chớp giật, dường như lập tức chọc thủng trời vậy, hẹn gặp lại, tiểu nam nhân đáng ghét. Nạp lan yêu nguyệt thả người nhảy vào, thân thể nóng bỏng mê người đã chìm vào phiến hư không kia, cứ như vậy, trong nháy mắt phiến hư kia không nhanh chóng khép lại, bầu trời lại khôi phục thanh minh vốn có, dường như chưa từng phát sinh qua chuyện gì, trong lòng chu hằng lại dâng lên sóng to gió lớn, chương 286 xử lý thần dược từ hóa thần cảnh lên trên tu luyện tới cực hạn là có thể bay vọc chính tầng trời chém phá phàm giới làm tiên từ xưa đến nay truyền thuyết thần thoại đều là như vậy nạp lan yêu nguyệt là tiên nhân chu hằng ngay ra một hồi lâu lúc này mới xoa xoa gò má hơi cứng ngắc đột nhiên phá lên cười đây không phải là rất buồn cười sao con lừa đen cổ hà càng còn có rất nhiều cường giả tự phong mấy vạn năm vượt qua thời gian mà đến hiện tại truy tìm cơ hội thành tiên điều này làm cho chu hằng nghĩ rằng thành tiên khó như lên trời dường như toàn bộ huyền càng đại lục chỉ có thể ra một người vậy nhưng hắn hiện tại liền nhìn thấy một vị tiên sống sờ sờ hơn nữa không hề có vẻ tiên phong đạo cốt lập tức khiến cho tiên mất đi cảm giác thần bí nếu nạp lan yêu nguyệt là tiên như vậy người có thể bắt giữ nàng đem nàng phong làm nhân ngẫu tự nhiên cũng là tiên hơn nữa còn là tiên mạnh hơn là lão lừa đảo sao có thể phải có thể không phải lão lừa đảo từng nói hắn cũng là phụng mệnh thu thập thiên huyền linh tinh, bởi vậy có khả năng 12 con nhân ngẫu kia là người ở sau lưng hắn giao cho hắn. Nhưng tóm lại, trên đời này còn có tiên khác, hơn nữa đem lực chú ý đặt ở huyền càng đại lục, thiên huyền linh tinh quả nhiên là tiên vật, tuy rằng tiện tay ném cho lão lừa đảo nhưng chu Hằng cũng không cảm thấy hối hận. Dù sao bảo vật tốt mấy không thể dùng cũng là rác rưởi ngược lại nạp lan yêu nguyệt lại giải quyết cho hắn một phiền toái lớn, tiên giới thật sự tồn tại nạp lan yêu nguyệt một tay rạch mở phàm giới phá vỡ mà vào hư không khẳng định là về tới tiên giới điều này cho chu hằng lòng tin thật lớn thế giới này có tiên còn có tiên giới khiến hắn tràn đầy ý chí chiến đấu hắn sợ nhất chính là nhân sinh tịch mịch đến hóa thần cảnh liền thành điểm cuối chỉ có thể giống như vạn cổ đại đế trấn áp dị tộc như vậy thật không thú vị chu hằng hắn muốn khiêu chiến là kẻ địch càng thêm mạnh mẽ chờ xem đi tiên giới sẽ có một ngày hắn sẽ mang theo người thân bằng hữu cùng lên tới vì tất cả người thân cận tranh thủ đến cơ duyên trường sinh bất tử trong truyền thuyết tiên bất tử bất diệt nếu đã ra khỏi tử vong xâm lâm chu hàng liền cho các nàng từ trong cửu huyền thí luyện tháp đi ra hít thở không khí một đường đi chậm du sơn ngoạn thủy quay về lãng nguyệt quốc cửu dương sinh sinh thảo xử lý như thế nào theo tính tình trước kia của hàng vũ liên đó tự nhiên là không nói hai lời trực tiếp dùng nhưng nàng hiện tại trong lòng lại tràn đầy chỉ chứa một nam nhân, nàng cô tịch trên trăm năm, nếu nói tính tình không vặn vẹo có quỷ mới tin. Mà điều này cũng không làm nàng biến thành ma nữ hủy diệt mọi thứ, mà sau khi đạt được tình yêu của một nam nhân, đánh bạc hết thảy để thủ hộ phần cảm tình này, điều này làm cho Chu Hằng rất không thoải mái. Bởi vì hắn cảm thấy hàng vũ liên yêu cũng không phải hắn, mà là bất kỳ một nam nhân nào có thể lên giường với nàng mà không chết, khiến hắn nổi lửa ghen. Hàng Vũ Liên thì cưỡi lên người hắn, vừa dùng thân thể đầy đặn nóng bỏng an ủi hắn, vừa hết lời ngon ngọt, khen hắn anh dũng cái thế, anh Tuấn vô song, nhân nghĩa hào hiệp khiến cho chính Chu Hằng sau khi mặt đỏ ngượng ngùng, lửa ghen nhàm chán tự nhiên không còn. Ý tứ của nữ nhân này chính là để Chu Hằng ăn cửu dương sinh sinh thảo, mau chóng trưởng thành đến độ cao linh hải cảnh, có thể cùng ứng thừa ân địa vị ngang nhau. Tuy nhiên Chu Hằng lại biết mình thiếu cũng không phải lĩnh ngộ cảnh giới mà chỉ là linh lực tích lũy bởi vậy quả quyết cự tuyệt, nhìn Phong Liên Tình như con chó nhỏ nhìn chầm chầm hắn, cùng với ánh mắt nóng như lửa mịt mờ của Lan Phi, Nam Cung Nguyệt Dung, Chu Hằng vẫn là mềm lòng, cắt một phần ba thần dược cho các nàng chia nhau, sau đó lấy ra một ít bùn đất của tử vong xâm lâm, đem thần dược còn lại trồng xuống, hắn vốn lo lắng trồng không sống, không nghĩ tới thần dược này không mấy ngày liền khôi phục nguyên khí, tỏa ra sức sống rực rỡ. Không có việc gì liền ở trong cửu huyền thí luyện tháp đi vài bước nhìn mà mọi người đều có loại cảm giác thế giới quan hỏng mất. Chu Hằng nghiêm lệnh phong liên tình không được vụn trộn đem thần dược nấu, nếu không tất sẽ đánh nát môn nàng, lập tức khiến nha đầu hoang giả vẻ mặt yểu xìu. Tuy nhiên nha đầu hoang giả lập tức tỏ vẻ cửu dương sinh sinh thảo căn bản ăn không ngon, không cần sỉ nhục khẩu vị của nàng, người ta mới lười trộn, có thể làm cho thần dược tiếp tục sinh trưởng. Đây hiển nhiên là công hiệu của cửu huyền thí luyện tháp. Không hổ là tiên vật, mọi người một đường trở về, trên đường tiêu họa thủy, Lan Phi, Nam Cung Nguyệt Dung đều là nhiều lần đột phá, cách khai thiên cảnh đều chỉ kém một đường. Sẽ có kết quả như vậy cũng không chỉ là tác dụng của cửu dương sinh sinh thảo. Tối mỗi ngày mấy nàng đều sẽ cùng Chu Hằng tu luyện thiên dương địa âm công. Trừ hàng vũ liên không thể được ít lợi, ba nàng tiêu họa thủy mỗi lần đều có thể đạt được tích lũy linh lực khủng bố. Nguyên bản còn có cửa ải lĩnh ngộ cảnh giới đè ép, nhưng cửu dương sinh sinh thảo lại phá vỡ trói buộc này, khiến ba nàng phá liền hai cảnh giới nhỏ, đạp ở trước cửa ải cảnh giới lớn, khai thiên, không phải tầm thường. Như An Nhược Trần cũng xem như là nhân vật rất giỏi, còn không phải ở ít địa tam trọng thiên bị kẹt hơn 400 năm, nếu không phải đạt được một viên linh đan, hắn đến chết đều đừng mơ đột phá. Nhưng ba nàng đều thông qua cửu dương sinh sinh thảo nhìn thấy được quá trình thiên địa diễn biến, tuy rằng độ khó đột phá cảnh giới lớn hơn xa cảnh giới nhỏ, nhưng đã đánh xuống cơ sở hạt giống chỉ cần trải qua đào tạo cẩn thận, rất nhanh là có thể lớn lên thành đại thụ che trời. Lan Phi, tiêu họa thủy đều không phải thiên tài võ đạo, nguyên bản sơ phân cảnh chính là cực hạn của các nàng. Nhưng bây giờ ngay cả khai thiên cảnh đều nhìn thấy hy vọng, không, không phải hy vọng mà là cánh cửa đã mở rộng, không bao lâu nữa là có thể bước vào, tự nhiên khiến các nàng vô cùng mừng rỡ. Ở thế giới lấy võ làm vua này, ai không muốn nắm giữ thực lực mạnh mẽ, dưới sự kích động hưng phấn cảm ơn, hai nàng tự nhiên càng thêm ra sức hầu hạ, dốc hết thân tâm thỏa mãn chu hằng, cao thấp đều dùng, làm cho cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều căng ra đến mấy ngày đều chỉ có thể há thành nửa vòng tròn mà không thể khép lại, tu vi của chu hằng cũng có chút tăng trưởng. Khi truyền miên với hàng vũ liên, bởi vì đối phương là tu vi linh hải cảnh, thiên dương địa âm công đối với hắn chỗ tốt thật lớn, cộng thêm sự bổ trợ lẫn nhau giữa thân thể huyền âm và kim dương thảo vương hắn và hàng vũ liên kỳ thật đều được trợ giúp rất lớn chỉ là không nhiều như lần đầu tiên mà thôi một đường hương diễm mất hồn suốt hai tháng trôi qua đám người chu hằng mới xem như về tới lãng nguyệt quốc mà tu vi của chu hằng cũng đạt tới sơn hà nhị trọng thiên hậu kỳ cách đột phá lần nữa cũng không xa xôi triệu đoạt thiên tạm thời không có hậu đại chu hằng là cháu ngoại ruột của hắn hơn nữa còn là yêu nghiệt trong thiên tài dĩ nhang đạt được sự tán thành thật lớn của triệu gia hắn vừa về tới triệu gia tự nhiên khiến cho toàn thể triệu gia nhảy cẩn hoang hô sau đó chu hằng lập tức làm ra một quyết định cưới hàng vũ liên tin tức truyền ra toàn bộ đế đô lại ồ lên ai cũng biết bốn tháng trước ứng thừa ân nhưng tự mình đưa xính lễ hàng gia đổi cưới hàng vũ liên làm vợ nhưng chu hằng buông lời nói muốn cười hàng vũ liên đây không phải là công nhiên vả mặt ứng thừa ân sao mặt của ứng gia đặc biệt là của ứng thừa ân dễ đánh vậy sao ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người ứng gia không ngờ lựa chọn nén giận, tại sao lại như vậy, như vậy đều nhịn, nam nhân cái gì đều có thể nhịn, chính là đầu không được nhụn xanh dần. ứng thừa ân làm sao sẽ, làm sao có thể nhịn được cơn tức này. Chẳng lẽ hắn lần này tranh đoạt cửu dương sinh sinh thảo bị thương, lại hoặc là chiếm được cơ hội đột phá, hiện tại phải bế quan, nhưng toàn bộ ứng gia làm sao đều không phản ứng, tập thể im hơi rồi. Đây là siêu cấp hào môn hoành hành bá đạo đế đô, coi trời bằng vung kia sao ngay sau đó tin tức quần là áo lực của chu hằng nổ ra này 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 ngươi biết không hóa ra chu hằng đã từng cướp dâu của ứng gia một lần hắc đó chỉ là một nhân vật nhỏ của ứng gia không tính là gì tuy nhiên ta nghe nói vị hôn thê trước của ứng thừa ân và chu hằng cũng không rõ ràng khi ở hàng thương quốc công nhiên cùng chu hằng đi về có đôi cùng ăn cùng ở a à, tên này làm sao mạnh mẽ như vậy hóa ra ứng thừa ân đã từng bị đội nón xanh cắm sừng một lần tập mãi thành thói quen ha ha ngươi cũng thật là đủ độc không thể nghi ngờ lần hôn sự này khiến mặt mũi ứng thừa ân tổn hao nhiều nhất là danh vọng cá nhân của hắn lại càng hạ xuống băng điểm mà chu hằng cũng không tốt đến đâu thêm một ngoại hiệu ma vương cướp cô dâu tuy rằng chưa chắc người gặp người hận nhưng thật sự không có nhà ai khi kết hôn sẽ hy vọng nhìn thấy hắn giá lâm Chu hàng giống trống khua chiên như vậy cũng không chỉ là vì ghê tẩm ứng thừa ân, hơn nữa cũng là vì cho Hàng Vũ Liên một lời công đạo. Nữ nhân của hắn tự nhiên phải quan minh chính đại đi theo hắn nữ nô không nhân quyền, không tính, còn có một điểm, hắn muốn dùng tin tức này để dẫn ra hàng diệt giao, hắn cũng không sợ ứng thừa ân sẽ làm ra phản ứng thế nào, bởi vì người kia lòng dạ thâm trầm, tuyệt đối sẽ không kích động làm việc. Ứng Thừa Ân biết bên cạnh Chu Hằng có một vị cường giả tuyệt thế có thể một đòn đánh chết khai thiên cảnh. Trước khi không có đủ thực lực tự bảo vệ, hắn lại làm sao dám lấy thân mạo hiểm, nói không chừng hắn còn lo lắng Chu Hằng trả thù, sớm đã chạy tới chân trời góc biển rồi, nghĩ đến đây, Chu Hằng không khỏi có chút đắc ý nho nhỏ. Triệu Đoạt Thiên và Ứng Thừa Ân đấu mấy chục năm không phân cao thấp, mà hắn tế ra một cổ nhân ngẫu liền dọa Ứng Thừa Ân sợ tới mức té cứt té đái hôn lễ từ lục thần phù bỏ tiền, đem một nhà tử lâu nổi tiếng đế đô bao trọn. Các nàng hiệp lực hỗ trợ, làm một hồi hôn lễ vô cùng long trọng. Tuy nhiên, người đến lại cũng không phải là rất nhiều, trừ tộc nhân triệu gia ra cũng chỉ có ít ỏi mấy người Bạch Phi Vũ và Mai Di Hương có danh tiếng, những người khác đều trình tự cực thấp, Chu Hằng cũng không quan tâm, hôn là kết cho mình lại không phải cho người khác nhìn. Ban đêm, Hàng Vũ liên một thân trang phục đỏ, áo hỉ sát người bó thắt lưng, đem dáng người tốt đẹp của nàng hoàn toàn in ra. Trong bước đi nhẹ nhàng, cái mông uống éo, khiến cho Chu Hằng biết được mùi vị vẫn như củ lửa dục tăng vọt, ngay cả quần áo cũng không cởi, kéo lên hông liền bắt đầu chinh phạt. Hôm sau trở dậy, Chu Hằng ở trong khuê phòng vẽ mày vẽ môi cho hàng vũ liên, tình đến chỗ nồng, không kìm nổi đem quần áo vừa mới mặc lên lột sạch, hai người lại lăn lên giường, một phen truyền truyền miên miên, ân ân ái ái, hàng vũ liên rất điên, dường như muốn đem tịch mịch của những năm này bù lại toàn bộ, ở trên giường cực kỳ chủ động. Bất kể Chu Hằng yêu cầu tư thế gì đều sẽ thỏa mãn, khiến Chu Hằng vô cùng mất hồn, dậy rồi lại nằm, hai người ở tân phòng dày vào chừng bốn ngày mới ra ngoài gặp người, khiến ba nàng tiêu họa thủy đều mắc ngậm ai oán. Nhưng ai bảo các nàng chỉ là nữ nô, nữ nô làm sao tranh giành sủng ái, Chu Hằng rốt cục chịu đi chỗ lục thần phù quan tâm một chút sự tình hiệu buông, biết được dưới sự hỗ trợ của Bạch Phi Vũ, sự nghiệp của lục thần phù đang nóng nảy trải rộng, sớm ở hai tháng trước đã bắt đầu có lời, không thể không lại cảm thán nhặt được một khối bảo, chương 287, Đông Linh Sơn Động. Đối với người mình, Chu Hằng chưa từng keo kiệt, hắn cắt ra một chút xíu cửu dương sinh sinh thảo, chia cho mẫu thân, lục thần phù cùng với Nguyễn Giai Oánh, không đem cửu dương sinh sinh thảo đào cả gốc rễ là hắn phát hiện cửu huyền thí luyện tháp cực kỳ thích hợp cửu dương sinh sinh thảo sinh trưởng. Lúc này mới qua hai tháng mà thôi, cốc thần dược này không ngờ liền mọc lại một phần tư bộ phận bị cắt. Nghe xong chỉ điểm của mấy vị cao thủ dược đạo, Chu Hằng ở trong thổ những gia nhập mấy khối linh thạch thượng phẩm, thế lớn của cửu dương sinh sinh thảo kia liền càng thêm khả quan. Nếu để cho người biết, khẳng định sẽ mắng hắn phá của. Cửu dương sinh sinh thảo là thần dược không sai, nhưng trong linh thạch thượng phẩm đồng dạng có chứa cảm ngộ then địa, hơn nữa còn chỉ trong mỏ linh thạch trung phẩm mới có thể bạn sinh. Tiêu xài như vậy quả thật là siêu cấp phá của, Chu Hằng không quản nhiều như vậy, hắn phát hiện linh thạch thượng phẩm đối với thúc dục sinh trưởng cửu dương sinh sinh thảo hiệu quả tốt nhất. So với luyện hóa linh thạch thượng phẩm, hiệu quả của thần dược càng thêm ôn hòa, càng thêm hữu hiệu, mau lẹ, có nhiều ưu điểm như vậy, như vậy lựa chọn thế nào liền trở nên càng thêm rõ ràng, Lục thần phù vì hắn vất vả kiếm tiền, công lao này tự nhiên là thật lớn, được chia một phần là đương nhiên mà Nguyễn Giai Oánh cũng trước sau giúp Chu Hằng rất nhiều lần, ngược lại là Chu Hằng một mực không có báo đáp, cho nàng một phần cũng là nên làm. Hai nàng lúc này mới biết hóa ra cửu dương sinh sinh thảo rơi vào trong tay Chu Hằng, đều hết sức kinh ngạc. Nên biết cốt thần dược này nhưng đã hấp dẫn rất nhiều cường giả kết thai cảnh, thần anh cảnh đến tranh đoạt, không nghĩ tới lại bị Chu Hằng cướp vào tay. Nam nhân này thật sự là sâu không lường được, dựa theo tính toán nguyên bản của Chu Hằng, là muốn đi thượng thiên võ các kiến thức một chút, gặp gỡ thiên hạ Tuấn Kiệt, tuy nhiên hắn còn đang mong đợi hàng diệp giao xuất hiện, bởi vậy liền chờ thêm vài ngày. Tuy nhiên hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận muốn cho đôi cho cháu gái hàng Vũ Liên, hàng diệp giao cùng giường cùng nhau hầu hạ hắn, trong lúc này xảy ra một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Một người bạn chơi bời của Bạch Phi Vũ Lập gia đình, tên kia vì bày tỏ quan hệ với chu Hằng, ăn nói khép nép cầu xin chu Hằng nửa ngày, cuối cùng mời được chu Hằng đi tham gia hôn lễ. Kết quả khi người nhà kia nhìn thấy chu Hằng, Toàn bộ đều tái mặt, Ma Vương cướp cô dâu, hắn tới làm chi, có phải tay lại ngứa hay không? Nhà trai mặt xanh biết, nhà gái lại mừng rỡ. Nếu là có thể gả cho Chu Hằng đó chính là gà rừng biến thành phượng hoàng, chẳng những cha mẹ Tân Nương không ngừng ám chỉ có thể đổi chú rể bất cứ lúc nào, ngay cả Tân Nương cũng liên tục vạch khăn đỏ đá lông nheo với Chu Hằng, buổi tiệc cưới này tự nhiên là vô cùng xấu hổ, Bạch Phi Vũ Thế mới biết lòng tốt làm sai chuyện đánh giá thấp ác danh của Chu Hằng ở trong lòng người dân đế đô, tiệc đến một nửa liền xám xịt giả đi vệ sinh trùng mất, Chu Hằng lại đợi 10 ngày sau, cuối cùng quyết định xuất phát đi tới Thiên Long Đế Triều. Sau khi từ biệt mẫu thân, Chu Hằng dẫn các nàng lên đường, xuất phát tiến và Thiên Long Đế Triều. Lần này chẳng những toàn bộ nhân mã tiến về tử vong xâm lâm, còn thêm một vị chúa gây sự khác Mai Di Hương. Vị thiên kim tiểu thư này sau khi biết được trải qua của các nàng trong tử vong xâm lâm, tự nhiên là la hét cứ muốn theo chân bọn họ cùng đi mạo hiểm cũng không biết vị lão tổ mai gia kia là nghĩ như thế nào không ngờ để cho vị chúa gây sự này ra ngoài ta nói đại tiểu thư ngươi ngàn vạn không thể cho ta thêm phiền nói bừa bản tiểu thư dịu dàng nho nhã tri thư đạt lễ nghi gia nghi thất choan ha 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 tình tình thấy không bản công tử cũng đánh trúng hơn nửa lợi hại hơn ngươi phòng kia trực tiếp sập nha ồ ba người mặc mũi xám xịt kia sao chạy tới chúng ta không tốt mau chuồng một đại tiểu thư thân phận đỉnh cấp một nha đầu hoang dã thực lực mạnh mẽ hai kẻ không an phận đặt cùng một chỗ lực phá hoại thật là tăng vọt chu hằng mới đầu còn chùi mông cho các nàng chỉ là bản lĩnh gây họa của hai nàng mạnh đến thái quá cuối cùng chu hằng cũng không khỏi không theo các nàng chạy trối chết bốt 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 chu hằng thật sự không chịu nổi hai nàng giày vò đem hai nàng phân biệt đặt ở trên hai đùi, giơ tay đập mông hai nàng một trận thật mạnh, qua, mông nứt thành hai mảnh rồi, tình tình, mông vốn chính là hai mảnh, hu hu hu, tiểu chu tử, người ta nguyền rủa ngươi sinh con không có lỗ điếc, tiểu chu tử, bản công tử muốn đem đầu chó của ngươi vặn xuống làm bóng đá, hu hu hu, oa oa oa, sau một phen hung hăng giáo huấn, hai nàng rốt cục ngoan ngoãn, nhưng chu hằng biết đây chỉ là hiện tượng tạm thời cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, không bao lâu các nàng lại khẳng định dở lại thói cũ, đến lúc đó lại đánh, mười mấy ngày sau, đoàn người tiến vào thiên long đế triều, đế quốc duy nhất của loài người này vô cùng to lớn, người thường mất cả đời cũng đừng mơ từ đầu này đi tới đầu kia. Sau khi tiến vào đế quốc lớn này, trạm thứ nhất của Chu Hằng cũng không phải thượng thiên võ các mà là đông linh tiên trì, không giống với đông linh tiên trì ở hàng thương quốc yên lặng vô danh, ở thiên long đế triều đây chính là tồn tại trí cao vô thượng tương truyền thời kỳ viễn cổ đông linh tiên trì nhưng là từng ra cường giả tuyệt thế hóa thần cảnh được tôn xưng là đông linh thiên tôn tuy rằng từ đó về sau đông linh tiên trì không còn xuất hiện qua loại nhân vật cấp bậc này nhưng cường giả thần anh cảnh lại chưa từng cắt đứt đông linh tiên trì ở thiên long đế triều tương đương địa vị của ba nhà mai bạch ứng ở lãng nguyệt quốc chính là thế lực cao cấp nhất tuy nhiên thiên long đế triều tồn tại không biết bao nhiêu năm nội tình mạnh hơn xa lãng nguyệt quốc, thế lực đỉnh cấp như vậy ở Thiên Long Đế Triều có hơn 13 cái. Chu Hằng chỉ thoáng thăm dò liền dễ dàng biết được vị trí của Đông Linh Tiên Trì, chọn đường mà đi. Đông Linh Tiên Trì ở vào Đông Linh Sơn, đây là một nơi thánh địa tu luyện, linh khí nồng đậm vô cùng, hiệu quả có thể so với sử dụng linh thạch trung phẩm, tự nhiên khiến cho các thế lực lớn đỏ mắt. Nhưng chỉ cần ngẫm lại tọa trấn nơi này chính là Đông Linh Tiên Trì, bất luận kẻ nào đều sẽ ngoan ngoãn vứt bỏ ý niệm xâm chiếm. Tuy là nói như thế, nhưng linh khí phân bố toàn bộ Đông Linh Sơn cũng không đồng đều, chỉ có đỉnh núi nơi Đông Linh Tiên Trì mới đạt tới cường độ linh thạch trung phẩm, các đỉnh núi khác kém hơn nhiều, nhưng dù là như vậy, cạnh giường há lại cho phép người khác ngủ say. Những đỉnh núi này cho dù là Đông Linh Tiên Trì không chiếm cũng sẽ không cho thế lực khác chiếm cứ, khí phách 10 phần, đây là Đông Linh Sơn A, lại là 21 ngày sau, bọn họ rốt cuộc đi tới dưới Đông Linh Sơn, nhìn dãy núi liên miên cao ngất trong mây, đều là có nhiều lĩnh ngộ, Đông Linh Sơn cũng không tính là kéo dài cỡ nào, tổng cộng chỉ có 5 ngọn núi, nhưng mỗi một ngọn đều cao mấy vạn trượng xuyên thẳng cương vân. Cho dù là thị lực như của Chu Hằng đều không thể nhìn thấy đỉnh, mơ hồ có loại cảm giác áp bách năm ngọn đánh xuống, trấn áp thiên hạ, truyền thuyết, năm ngọn núi này chính là 5 ngón tay của vị Đông Linh Thiên Tôn kia sau khi chết biến thành. Bởi vậy Đông Linh Tiên Trì mới có thể đem Đông Linh Sơn này làm tài sản riêng. Ở nơi này tu luyện mỗi đệ tử đông linh tiên trì đều có thể đạt được chỉ điểm của khai phái tổ sư trong cõi xa xăm trong lúc không hiểu ra sao liền đột nhiên hiểu ra rất nhiều chỗ khó trong tu luyện chu hằng đưa mắt nhìn ra xa trong lòng đột nhiên dâng lên từng cơn lĩnh ngộ huyền ảo không hiểu khiến hắn chìm vào trong trạng thái không hiểu ông năm ngọn núi dường như chấn động một cái vô số luồng linh khí cuốn điên cuồng từ trên từng ngọn núi vọt xuống giống như những con rồng phẫn nộ ập tới chu hằng nhao nhao tiến vào trong cơ thể hắn thân thể chu hằng rung lên linh lực toàn thân lập tức bắt đầu tăng vọt hả trên ngọn giữa đông linh sơn rất nhiều đại năng đều từ trong trạng thái bế quan mở mắt ra các nàng đều cảm ứng được linh lực bốn phía đang điên cuồng khởi động tuôn ra không ngớt dường như muốn từ cả ngọn núi biến mất điều này sao được đông linh tiên trì lấy đông linh sơn làm tên làm sao có thể mất đi tòa linh sơn này nếu không các nàng sau khi đạo tiêu làm sao ăn nói với lão tổ tông dưới chính suối vù Vù. Vù, từng bóng người bắn ra, phần lớn là cường giả cấp bậc sơn hà cảnh, linh hải cảnh, mà một số nhân vật càng thêm cường đại thì đạp không phi hành, cảm ứng nơi linh khí lọc ra, hướng về chân núi bắn nhanh mà đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại khiến đông linh sơn xuất hiện biến cố như thế, chu hằng không hề phát giác, hai mắt nhìn chầm chầm năm ngọn núi lớn kia, trong lúc phản phất lại biến thành năm ngón tay trắng mút như ngọc, ôn nhuận sáng bóng, thánh khiết vô cùng, ầm ầm ầm, Linh lực chạy nhanh trong cơ thể hắn giống như biển rộng gầm thét, chấn động toàn thân phát ra tiếng vang lớn như sấm nổ, chu, hằng. Ứng mộng phạm người đầu tiên bịt tai kêu lên, tràn ngập sợ hãi, không sao, không sao, hàng vũ liên vội vàng kéo nàng ra, tránh cho nàng quấy nhiễu chu hằng. Chu hằng những ngày này cùng các nàng tu luyện thiên dương địa âm công, đặc biệt cùng hàng vũ liên, thân thể huyền âm cộng thêm linh hải cảnh, hai thứ cộng lại đối với tích lũy linh lực của hắn có trợ giúp thật lớn đã khiến cho hắn tới gần đỉnh của Sơn Hà Nhị Trọng Thiên. Linh lực cuồn cuộn không ngừng này ào ào tiến vào, căn bản không cần hắn vận chuyển công pháp hấp thu, dường như có tiên nhân truyền pháp, đem tu vi của hắn nhanh chóng cất cao. Hắn có thể đánh vào Sơn Hà Tam Trọng Thiên, bởi vì hắn đã đạt tới cực hạn của tu vi, thân thể không thể chứa thêm linh lực, linh lực chen chút mà xuống kia không thể tiến vào trong cơ thể hắn, chỉ có thể ngưng lại, lập tức khôi phục trạng thái vốn có. Chu Hằng lại không chút do dự, lập tức bắt đầu đột phá, phút phút phút. Từng bóng người nối tiếp bay vụt xuống núi, đều là nữ tính, tuổi tác khác nhau, có già có trẻ, thực lực đều không giống nhau. Nhưng cùng một lúc động tác đi nhanh của các nàng đều ngừng lại, bởi vì linh khí tản ra kia đột nhiên đình chỉ, hết thảy đều khôi phục bình thường. Nhưng vì sao lại như thế, các nàng nhất định phải làm rõ ràng, nếu không khó bảo toàn ngày sau phát sinh chuyện tương tự. Đông Linh Sơn là cơ sở của Đông Linh Tiên Trì, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm, các nàng tiếp tục đi tới, nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn nhiều, thần thức buông ra, ánh mắt đảo quanh, khắp nơi lưu ý chuyện khả nghi hoặc là không tầm thường. Sau đó, các nàng liền nhìn thấy đám người Chu Hằng, các ngươi là người nào? Những nữ nhân này nhao nhao hỏi, bởi vì vừa rồi mới có một việc lớn xảy ra, khiến thái độ của các nàng đều có vẻ rất khẩn trương. Chu Hằng nếu đang ở thời khắc quan trọng các nàng tiêu họa thủy tự nhiên không muốn hắn bị quấy rầy. Hàng Vũ Liên lập tức đi lên một bước nói, chúng ta là tới tìm mấy vị bằng hữu, ai, An Ngọc Mị, Lâm Phức Hương, Cổ Tư, Ồ, các ngươi là bạn của của các nàng đến từ hàng thương quốc, không sai, các nữ nhân của Đông Linh Tiên Trì đều lộ ra một tia thiện ý, ba nàng Lâm Phức Hương đều là thiên linh thể, ở tông môn rất được coi trọng, bởi vậy thái độ của các nàng đối với đám người hàng Vũ Liên cũng trở nên tốt hơn các ngươi theo bổn tọa đến, tuy nhiên bổn tông tuyệt không tiếp đãi nam nhân, tiểu tử này chỉ có thể ở lại bên ngoài. Một vị Mỹ phụ nói, nếu là Chu Hằng mở mắt ra nhìn, nhất định có thể nhận ra được, chính là cố lăng phỉ mang ba nàng lâm phức hương đi. Chính vào lúc này, trên người Chu Hằng đột nhiên phát ra dao động lực lượng mãnh liệt, chương 288, đoàn tụ. Hả? Tất cả mọi người đều ngẩn ra, loại linh lực dao động này mọi người đều không gì quen thuộc hơn, tất cả các nàng đều trải qua, chỉ là cảnh giới không giống nhau mà thôi. Đột phá, linh lực này vừa khởi động, chỉ cần người cảnh giới trên chu hằng đều có thể nhìn ra hắn muốn đột phá đến Sơn Hà Tam Trọng Thiên. Điều này cũng không ngạc nhiên, ở nơi này thực lực hơn hắn không có 100 cũng có 50, chỉ là thời gian này không khỏi cũng quá không thích hợp. Ai đột phá không tìm một địa phương tuyệt đối im lặng an toàn, nào có chạy đến dưới chân sơn môn người khác đột phá. Đây là đầu óc bị lừa đá hay sao? nhưng sự thật ngay tại trước mắt người ta thật sự làm như vậy mọi người không tắt lời cũng phải tắt lời chu hằng đột nhiên thép dài một tiếng hai mắt mở ra linh khí thiên địa không ngừng cọ rửa thân thể hắn củng cố cảnh giới của hắn sơn hà tam trọng thiên cảm ứng lực lượng dao động vượt xa sơn hà cảnh bình thường của hắn tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ đây thật sự là sơn hà tam trọng thiên sao sao mà so với linh hải nhất trọng thiên đều không kém bao nhiêu trong nháy mắt chu hằng đã có thể rất tốt khống chế lực lượng bản thân khí tức nội liễm cộng thêm hiệu quả của ẩn tức phù hắn trở thành người bình thường không thể bình thường hơn ánh mắt đảo qua cố lăng phỉ hắn ôm quyền nói tại hạ tôn trọng quy củ của quý tông xin tiền bối đem ba vị hảo hữu của tại hạ mời ra một chuyến cố lăng phỉ trước đó cũng không nhận ra chu hằng theo nàng thấy chu hằng thật sự chỉ vẻn vẹn một con kiến ngay cả tư cách để nàng ghi nhớ cũng không có nhưng linh hải cảnh dù sao cũng là linh hải cảnh sau khi nhìn thấy sự quái dị của chu hằng nàng lập tức từ trong trí nhớ lật ra một bóng người làm sao có thể đây là phản ứng đầu tiên của nàng đúng vậy làm sao có thể lúc trước chu hằng chỉ là sơ phân cảnh mà thôi nhưng mới qua bao lâu hắn không ngờ trước mặt mình đột phá sơn hà tam trọng thiên cố lăng phỉ rất muốn véo mình một cái đem mình từ trong giấc mộng đánh thức nhưng nàng dù sao là linh hải cảnh hơn nữa còn là cường giả linh hải cảnh lâu đời sau khi hơi ngẩn ra liền khẳng định đây là chuyện thật đến không thể thật hơn yêu nghiệp a à. trên đời này làm sao có thể có yêu nghiệp như thế nhìn thấy cố lăng phỉ đáp lời với đoàn người chu hằng những người khác của đông linh tiên trì nhau nhau tránh ra các nàng còn có chuyện trọng yếu hơn ra ra linh khí tràn ra lúc trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tự nhiên không có khả năng có liên quan với những người trước mặt trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng chỉ là linh hải cảnh, nào có khả năng gây ra dị động như thế, tiền bối. Chu Hằng lại ôm quyền, hừ. Phước hương các nàng đang ở thời khắc mấu chốt tu luyện, sao có thể phân tâm. Cố lăng phỉ sau khi phục hồi tinh thần, lập tức mặt lạnh cự tuyệt. Không biết làm sao, nàng phi thường chán ghét nam nhân trước mặt này. Chu Hằng đồng dạng sắc mặt trầm xuống, nén cơn giận nói, xin tiền bối thay mặt truyền lời một chút gặp hay không gặp tự nhiên các nàng tự quyết định, hừ. Ta là sư phụ của các nàng, lời của ta chính là ý chí của các nàng. Cố lăng phỉ vẻ mặt nghiêm túc, chu hàng tay phải nắm chặt. Tiêu họa thủy, hàng vũ liên đã rõ tính cách của hắn như lòng bàn tay, lập tức tiến lên kéo hắn, phu quân, đông linh tiên trì chính là thế lực đỉnh cao nhất trong thiên hạ, tạm thời không nên cùng họ là địch. Đợi thiếp thân đem hương hương các nàng dẫn đến gặp chàng. Hàng Vũ Liên nói. Nàng lớn tuổi nhất, tu vi cao nhất lại là thê thất của Chu Hằng, tự nhiên trở thành chủ hậu cung tạm thời. Chu Hằng chậm rãi gật đầu, trong lòng thầm nghĩa có phải là đem mấy nam nhân mạnh mẽ lột sạch dùng cửu huyền thí luyện tháp chứa ném vào trong phòng của Cố Lăng Phỉ. Bộ dạng oán phụ kia cũng nên trị một chút, Cố Lăng Phỉ tự nhiên không biết cách nghĩ trong lòng Chu Hằng, nếu không nàng tất nhiên xanh mặt đuổi giết Chu Hằng. Lúc này hừ lạnh một tiếng, dẫn theo hai nàng hàng vũ liên, tiêu hỏa thủy lên núi, mấy nàng khác thì vẫn ở lại dưới chân núi, đám người chu hằng thì đi trở về, ở dưới chân núi tìm khách sạn ở lại. Đông linh tiên trì này ở Thiên Long Đế Triều nhưng là thế lực lớn siêu cấp, mỗi ngày người tới bái phỏng rất nhiều, dưới chân núi đã tạo thành một trấn nhỏ náo nhiệt, khách sạn không lớn, nhưng dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, chủ khách sạn là một đôi vợ chồng trung niên, đều là người thưởng, có một con gái 7, 8 tuổi. Bộ dạng nàng mũm mỉm phi thường đáng yêu, rất nhanh liền thắng được sự yêu thích của ứng mộng phạm cùng với tiểu cô nương lớn hơn. Hai người một lớn một nhỏ chơi cực kỳ vui vẻ. Ngày hôm sau, Hàng Vũ Liên dẫn theo ba nàng Lâm Phước Hương đi tới trấn nhỏ, một đường tìm đến khách sạn, Chu Hằng. Người thứ nhất nhào tới cũng không phải là An Ngọc Mỹ đã phát sinh quan hệ với Chu Hằng mà là Lâm Phước Hương. Nàng lập tức nhảy vào trong lòng Chu Hằng, dùng hai cánh tay ngọc quấn quanh cổ Chu Hằng. Chu Hằng cười cười, nhìn sang An Ngọc Mỹ, Nữ nhân quyến rũ vạn ngàn này lập tức cũng như yến về tổ, nhào vào bên ngực kia của hắn, cổ tư do dự một chút, có phải cũng nên học tập hai nàng một chút hay không, có vẻ tương đối hoang mang. Hai nàng đều dùng sức ôm Chu Hằng, nước mắt không kìm nổi chảy xuống, khóc cái gì? Chu Hằng cười véo mũi hai nàng, người ta cao hứng không được sao? Lâm Phức Hương chu cái miệng nhỏ, một bên si mê nhìn Chu Hằng nói, người mọc râu, khi mới quen hắn, Chu Hằng vẫn chỉ là thiếu niên 17 tuổi thật sự là chưa dứt sữa. Nhưng mấy năm nay trải qua quá nhiều mưa gió, chẳng những thân thể thành thục, tư tưởng cũng thành thục, tạo thành khí thế đặc biệt của mình. Nàng sờ sờ gốc râu cứng rắn của Chu Hằng, ngây ngô nở nụ cười. Đại sắc lan, ngươi thật là đủ phong lưu, thu nhiều nữ nhân như vậy. An Ngọc Mỹ nhéo hông Chu Hằng một cái, trong lòng nổi giận, không trách đem các nàng dời đi đông linh tiên trì, hóa ra ôm tính toán như vậy. Chu Hằng, ngươi hiện tại khẳng định không phải đối thủ của ta lâm phước hương đột nhiên cao hứng vỗ tay cười nói chu hằng quét qua ba nàng một cái rất không tồi cố lăng phỉ ở trên người các nàng đều bỏ nhiều công sức ba nàng đã đột phá khai thiên cảnh đặt ở hàng thương quốc đều là nhân vật cấp lão tổ không trách lâm phước hương đắc ý đến như vậy ở trước mặt nữ nhân của mình chu hằng cũng không có ý tưởng khoe khoang hắn cười ha ha một tiếng nói vậy ta có phải nên gọi ngươi một tiếng tiền bối coi như ngươi thức thời, bổn thiểu thư liền không ăn hiếp ngươi. Lâm Phức Hương dương dương đắc ý, cái đuôi nhỏ đều sắp vểnh lên trời, mọi người ngồi xuống, nói cho nhau trải qua hai năm này. So với sự phong phú nhiều màu sắc của Chu Hằng, cuộc sống của ba nàng Lâm Phức Hương liền kém hơn rất nhiều. Tóm lại chính là tu luyện, tu luyện lại tu luyện, Chu Hằng ngươi tới vừa lúc, ta đều sắp nghẹn chết rồi. Ta nói với FP, muốn cùng ngươi du sơn ngoạn thủy không, đi theo ngươi nơi nơi ma luyện. Lâm Phức Hương sau khi kể khổ, quyết định muốn theo tình lan chạy, từng. Đại sắc lan, thực lực của mấy người chúng ta hiện tại cũng không yếu, về sao có thể bảo vệ ngươi? An Ngọc Mỹ rất là vui vẻ nói, đúng vậy. Đây là động lực ba người chúng ta vùi đầu khổ luyện, vì chính là thưởng thức vẻ xấu hổ của ngươi khi bị chúng ta bảo hộ. Lâm Phức Hương mặt mày hớn hở, dường như không chờ đợi được muốn nhìn thấy một màn như vậy chu hằng không khỏi sắc mặt tối sầm ba nữ nhân nghĩ đều là cái gì đây vẫn là cổ tư tốt một tiếng không nói đôi vú to kia vẫn mất hồn như cũ ngay cả ứng mộng phạm đều chỉ có thể nhìn theo không kịp khi nhìn ứng mộng phạm một mình cảm thấy vú của nàng có thể so với cổ tư nhưng sau khi đem hai nàng đặt ở một chỗ mới biết được cái gì gọi là được trời chiếu cố cái gì gọi là vú to t làm sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này chu hằng vội vàng thu hồi tạp niệm mọi người cười cười nói nói thời đại này nam nhân nhiều vợ không gì bình thường hơn mỗi một nữ nhân đang ngồi đều biết chu hằng trách việc bất phàm mà bên cạnh một nam nhân ưu tú tự nhiên không thể thiếu mỹ nữ làm bạn ba nàng lâm phất hương rất nhanh liền hòa cùng mấy nàng khác làm một mảnh ứng mộng phạm tuy rằng đẹp nhất nhưng tâm trí như nhi đồng năm tuổi quyết đoán không trấn áp được trường hợp các nàng tự nhiên là với hàng vũ liên làm đầu sau khi tiệc rượu rút đi Chu Hằng liền tìm chủ khách sạn thuê thêm ba gian phòng cho ba nàng ở. Nữ nhân đều có tính thích sạch, một ngày không tắm rửa liền không thoải mái. Ba nàng đi ra vội vàng cũng không tùy thân mang theo quần áo tắm rửa. Chu Hằng đành phải chọn một ít từ trong cửu huyền thí luyện tháp, đưa qua cho các nàng. Đi tới phòng cổ tư, Chu Hằng vừa mới đem quần áo để lên bàn liền nghe được tiếng nước ào ào ở buồn trong. Mơ hồ còn có tiếng đối thoại, tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Một giọng non nớt nói đó là con gái đáng yêu của bà chủ, bộ dạng cụ non hết sức chọc cười, theo chu Hằng thấy thậm chí còn thấy đáng tin hơn ứng mộng phạm, ta là rất xinh đẹp. Cổ tư không chút khách khí đáp, chu Hằng da mặt co giật, nữ nhân này vẫn nghiêm túc trước sau như một, nói như vậy không sợ đã kích tiểu muội muội người ta sao, tỷ tỷ bé lớn lên có thể xinh đẹp giống như tỷ tỷ sao, chỉ sợ không được, vậy ngực bé có thể lớn giống như tỷ tỷ sao. Nữ nhân mặc quần áo vàng bên ngoài kia là mẹ ruột ngươi là mẹ của bé. Tỷ tỷ, sao vậy? Mẹ ngươi là dạng giặt quần áo, cho nên ngươi về sau cũng cơ bản như vậy. Tỷ tỷ, thật sao? Thật, không có chút hy vọng nào sao? Không có, hu hu hu. Hiu hu, trong phòng lập tức truyền ra tiếng khóc của tiểu nha đầu. Chu hàng lấy tay phủ tráng, nữ nhân không có đầu óc này. Hắn thở dài, cao giọng nói, ta đặt quần áo trên bàn nhé. Sau khi rời khỏi phòng, cũng vì tâm linh bị đã kích của tiểu nha đầu kia mà bi ai một hồi, đứa bé số khổ. Ngày hôm sau, ba nàng An Ngọc Mỹ về Đông Linh Tiên Trì trước, khi đi nói với cố lăng phỉ muốn xuống núi du lịch. Các nàng lý do mười phần Thượng Thiên võ các, cho dù là Đông Linh Tiên Trì có lão tổ thần anh cảnh thì lại làm sao, căn bản không có khả năng tự mình chỉ đạo đệ tử trong tông tu luyện. Bởi vậy Thượng Thiên võ các này đối với đệ tử Đông Linh Tiên Trì mà nói cũng là rất có sức hút, có cớ như vậy. Cố Lăng Phỉ lại làm sao sẽ phản đối chứ, chỉ là một ngày sau, Chu Hằng không đợi được ba nàng trở về, ngược lại đón tiếp một người khách không mời, một chiếc thuyền ngọc trống rỗng bay tới, thẳng đến phía trên khách sạn, bóng đen đè xuống tạo thành áp lực cực lớn, trấn nhỏ tuy rằng dựa vào Đông Linh Tiên Trì mà dựng lên, bình thường cũng gặp nhân vật tới cao đi cao, nhưng nhìn thấy một màn như vậy vẫn như cũ kính là thần tích, rất nhiều người đã nhao nhao quỳ xuống, vụ một bóng người rơi xuống, lại là một người trẻ tuổi tương đối tuấn tú hai tay chắp sau lưng đi vào khách sạn. Một đường đi qua, tất cả phàm phu tục tử ai cũng vừa kính vừa sợ, vẻ mặt nghiêm nghị, sợ hãi không nói ra được, các hạ chính là Chu Hằng hả? Tại hạ Ngũ Thiên Hữu. Người trẻ tuổi này nói, chương 289, Ngũ Thiên Hữu. Nam nhân tự xưng Ngũ Thiên Hữu này thò tay ngoắc thuyền ngọc trên bầu trời liền bị hắn thu vào ống tay áo, trong nháy mắt biến mất không thấy một màn này lại khiến cho chúng phàm phu tục tử nhìn mà miệng mồm há hốc, vẻ kính sợ càng đậm, ngũ thiên hữu cười đắc ý, đầu mặt đều là vẻ ngạo nghễ, móa. Lừa gạt mấy tên phàm nhân lại có gì đáng kiêu ngạo, Chu Hằng đối với người này ấn tượng thứ nhất liền đánh lên dấu 20. Rõ ràng là tu vi sơn hà cảnh, bay tới lại không cần phí sức gì, cố tình muốn dùng pháp khí loại phi hành, đây không phải rõ ràng muốn khoa trương sao, khoa trương cho ai xem. Dễ dàng có thể thấy, Thế gian pháp khí có rất nhiều loại, tuyệt đại bộ phận là dùng để chiến đấu, nhưng cũng có số ý có tác dụng khác. Tỷ như pháp khí không gian, nó không có phân chia uy lực lớn nhỏ, chỉ có khác biệt không gian chứa đựng lớn nhỏ. Đương nhiên tiên vật như Cửu Huyền Thí luyện tháp liền hết sức cường đại, có thể chứa được vật sống, hoàn toàn có thể coi là pháp khí phòng ngự để dùng, dị dụng vô cùng. Ngoài ra, còn có pháp khí loại phi hành, loại pháp khí này đồng dạng không có sức chiến đấu chỉ có thể dùng để đi đường nhưng ưu điểm lớn nhất ở chỗ có thể ở trên trời phi hành điều này cũng làm cho pháp khí loại phi hành trở nên vô cùng quý báu đủ khiến cho vô số người tranh nhau vỡ đầu võ giả muốn dựa vào thân thể phi hành như vậy nhất định phải kết thành thần chích trước cùng vực có quan hệ cực kỳ mật thiết bình thường mà nói đây là năng lực đặc biệt có của nửa bước tiên nhân mặt khác cũng chỉ có loại siêu cấp linh hải cảnh nửa chân bước vào kết thai cảnh như triệu đoạt thiên ứng thừa ân mới có thể có được. Cho dù là vậy, triệu đoạt thiên, ứng thừa ân cũng không thể lâu dài bước hờ trên không, dù sao còn chưa chân chính hình thành thần chích. Mà pháp khí loại phi hành chẳng những đối với tài liệu chế tạo yêu cầu cực cao, trận văn khắc bên trong cũng phi thường cao cấp, tuyệt đối không phải trận văn sư bình thường có thể làm được. Mấu chốt nhất chính là, muốn cho pháp khí lên không cần hao phí nắm lớn linh thạch trung phẩm, linh thạch hạ phẩm không đủ tinh thuần, căn bản không đủ chống đỡ. Bởi vậy, bất kể là mua hay là sử dụng pháp khí loại phi hành đều là vô cùng xa xỉ chu hằng không biết ngũ thiên hữu này từ đâu mà đến nhưng nhìn thấy bộ dạng hắn không hề có vẻ phong trần mệt mỏi như vậy hẳn là ở ngay bên trái rõ ràng khoảng cách rất gần người vốn lại là tu vi sơn hà cảnh đi hai bước không được sao cần gì rảnh rỗi đốt linh thạch chơi hơn nữa chiếc thuyền ngọc lúc trước hắn đã từng ra mắt không sai chính là ngày trước cố lăng Vĩ đón ba nàng lâm phức hương đi đã dùng qua lúc ấy nhưng là khiến đám quê mùa hàng thương quốc khiếp sợ hỏng mất, khoe khoang. Thị uy, chính mình đắc tội hắn chỗ nào, chu hàng lòng đầy khó chịu, lạnh lùng cười nói, chưa từng nghe nói qua cái gì ngủ, cái gì lục. Ngươi là của kỹ gì, gương mặt tuấn tú của ngũ thiên hữu kia rất rõ ràng co giật một cái, mí mắt nhảy lên, cả người cũng suýt nữa nhảy dựng lên theo, ngươi mắt mù à, không thấy được đó là pháp khí phi hành sao ngươi có biết một món pháp khí phi hành quý báu cỡ nào sao? Người dùng được pháp khí phi hành là ít cỡ nào sao? Đồ nhà quê, ngũ thiên hữu nghĩ đến mình nhõng nhẽo quấn quýt. Hết lời ngon ngọt mới từ chỗ di nương cố lăng phỉ mượn được pháp khí phi hành lục lãng phiên kia, vốn định ra oai phủ đầu, vừa lên liền dọa ngã chu hằng. Không nghĩ tới gặp phải một tên ngốc, không ngờ không hề chú ý tới chút nào, hắn nghiến răng, miễn cưỡng duy trì phong độ ung dung bề ngoài ai biết ngũ thiên hữu hắn chính là tuấn kiệt ngoại tông ấm áp như gió xuân sáng lạng như ánh mặt trời dựa vào gương mặt này khiến cho rất nhiều sư tỷ sư muội nội tông yêu thương nhung nhớ không thể mất dáng vẻ nếu không truyền ra ngoài tổn hại mặt mũi chu huynh ta là cháu ngoại của cố sư thúc tính ra là sư huynh của cổ tư các nàng đệ tử ngoại tông hắn ôm quyền ngạo khí lại trở lại đông linh tiên trì khi mới lập tông trong tông chỉ nhận nữ đệ tử Nam nhân qua một bên. Nhưng mấy vạn năm phát triển, luôn sẽ có chút biến hóa. Tuy rằng không thu nam đệ tử là tôn dụ của tổ sư khai tông, điều này tuyệt đối không thể phế, nhưng là người phía dưới luôn có biện pháp luồn lách, nếu không thể trực tiếp thu vào Đông Linh Tiên Trì, như vậy đặt thêm một ngoại tông đi, làm môn phái phụ thuộc của Đông Linh Tiên Trì. Tương đối, bản thân Đông Linh Tiên Trì liền được xưng là nội tông, đệ tử ngoại tông thu toàn bộ là người thân bè bạn của đệ tử nội tông toàn bộ đều là nam nhân. Quản tư chất người tốt xấu, thu tuốt, xem như là đông linh tiên trì nuôi. Dù sao đại tông này chính là một trong 13 thế lực lớn của thiên long đế triều, tài phú, tài nguyên nắm giữ trong tay cho dù ba đại hào môn của lãng nguyệt quốc cộng lại cũng không thể sánh bằng. Còn không nuôi được một đám người rảnh rỗi sao, một người đắc đạo, gà chó lên trời, ngọn núi giữa linh khí sung túc nhất đông linh sơn bị đông linh tiên trì chiếm, bốn ngọn còn lại thì quy về cho ngoại tông, bởi vì người của bọn họ thật sự quá nhiều. Lâu ngày chạy tháng, ngoại tông luôn có thể ra vài người thiên tư tuyệt diễm, bởi vậy hiện tại thế lực ngoại tông càng ngày càng mạnh, rất có xu thế đuôi to khó vẫy. Đám đệ tử ngoại tông này không hề có giác ngộ ăn bám, mỗi một người đều hết sức kiêu ngạo, bọn họ đều tự nhận là một bộ phận của đông linh tiên trì, là môn nhân của 13 thế lực lớn mạnh nhất thế gian. Ngũ Thiên Hữu thoáng biết được lai lịch của Chu Hằng, chỉ là võ giả một vương triều nho nhỏ hắn chỉ cần thân hổ khẽ rung phát ra chút khí bá vương là có thể làm chu hằng sợ tới mức tè ra quần còn muốn cùng hắn tranh nữ nhân khi nghe ngũ thiên hữu nói đến cổ tư chu hằng liền hiểu được lại là nữ nhân gây họa đương nhiên nữ nhân chỉ là nguyên nhân dẫn đến đáng chết vẫn là nam nhân chu hằng cười nhạt một tiếng đồ không ngủ không lục tên ngươi đặt rối tinh rối mù nói thế nào cũng không lưu loát có rắm mau đánh còn giống một nam nhân sao ngũ thiên hữu há mồm muốn nói nhưng tay chỉ chu hằng lại là một câu cũng không nói ra được mặt nghẹn đỏ bừng tiếng thối lưỡng nan người ta vừa mới nói có rắm mau đánh hắn vừa mở miệng không phải bị coi là rắm nhưng không nói lời nào còn giống một nam nhân sao miệng của tiểu tử này sao độc như vậy chứ ngũ thiên hữu trên mặt gân xanh phập phòng nói ngươi đánh rắm không nên đánh một nửa sảng khoái một chút chẳng lẽ ngươi còn muốn tiết kiệm một nửa trở về chu hằng đầy vẻ nghiêm trang nói Ngũ Thiên Hữu mặt mày dữ tợn, tay nắm thật chặt phát ra tiếng khớp xương kêu răng rắc, đánh đi, nín không tốt cho thân thể. Chu Hằng dịu giọng nói, mặt đầy quan tâm, tên nam nhân này sao vô sĩ như vậy, Ngũ Thiên Hữu thần tình bi phẫn, hắn rõ ràng là tu vi sơn hà cảnh, sớm nên thất tình bất động, lục dục không gợn, lại bị Chu Hằng vài ba câu liền khơi dậy lửa giận ngút trời. Miệng của tiểu tử này còn lợi hại hơn cả pháp khí của Sơn Hà Cảnh, ác tặc ta muốn chặt ngươi. Hắn cuối cùng không kìm nổi ra tay, vương trảo chọc tới cổ họng Chu Hằng. Chu Hằng thân hình lướt ngang, đã ra khỏi khách sạn, hắn cũng không muốn hủy chỗ ở tạm này. Thân hình bay bay, một đường chạy ra trấn nhỏ, muốn chạy. Ngũ thiên hữu hừ lạnh, hắn cuối cùng khôi phục vài phần bình tĩnh. Thế giới võ giả lấy thực lực làm vua, cùng tiểu tử này nói lời thừa làm gì, trực tiếp đánh phục hắn, khiến hắn ngoan ngoãn cút đi. Hắn cất bước đuổi gấp, cắt cao theo sát sau Chu Hằng. Nếu là Chu Hằng muốn vứt bỏ hắn cho dù là không vận dụng tấn vân lưu quan bộ cũng có thể làm được, nhưng là hắn lại làm cho ngũ thiên hữu thủy chung duy trì khoảng cách, càng đi càng xa, vừa chạy vừa nói, không ngủ không lục, người muốn đánh rắm lại không có người cản ngươi, đáng giá như vậy sao, khốn kiếp, ngọn lửa ngũ đại thiếu vừa mới đè xuống lại bùng lên, vù vù hai người đều là sơn hà cảnh, cho dù là Chu Hằng ép tốc độ cũng nhanh như cầu vòng rất nhanh hai người liền rời xa trấn nhỏ mấy ngàn dặm, đi tới trên một ngọn núi hoang tầm thường, Chu Hằng ngừng lại, xoay người nói, không ngủ không lục, nơi này không có người, ngươi có thể đánh, sẽ không thối đến những người khác, trên mặt Ngũ Thiên Hữu gân xanh phồng lên, nhưng cuối cùng nhịn được, hai tay cắt chéo nói, ta muốn ngươi đi nói lời từ biệt với các nàng cổ tư, sau đó tự cút khỏi Đông Linh Sơn, vĩnh viễn không nên trở lại, Chu Hằng mặt đầy mỉm cười, giống như nhìn một người ngu, sau đó nói dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào ta là đệ tử ngoại tông của Đông Linh Tiên Trì, mà ngươi, cờ mờ nờ ngay cả của khỉ gì cũng không tính. Ngũ Thiên Hữu vừa nhìn thấy mặt Chu Hằng liền lửa giận tăng vọt, không kìm nổi văn tục. Chu Hằng thấp giọng lẩm bẩm, bắt chước lời người khác, không hề có ý sáng tạo. Ngũ Thiên Hữu lúc này mới nhớ tới lúc trước Chu Hằng từng nói một câu, ngươi là của khỉ gì, lập tức tức giận mặt xanh mét, cố nén giận nói, cổ tư sư muội đã do di nương hứa gả cho ta, mà lâm sư muội và an sư muội cũng bị gã cho đệ đệ ta thiên anh ngươi nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn cút đi nếu không phải cố lăng phỉ kiên trì hắn khẳng định trực tiếp đánh chết chu hằng nào nói nhiều như vậy nhưng vị di nương này là chỗ dựa của hắn ở đông linh tiên trì lời nói của nàng hắn không dám không tuân theo lúc này trong lòng chu hằng mới dâng lên lửa giận hắn đưa ba nàng lâm Phức hương đi đông linh tiên trì là học nghệ mà không phải bán mình khi nào thì hôn sự của ba nàng này đến phiên cố lăng phỉ hoặc là những người khác đến quyết định, ngươi một người mấy trăm tuổi còn muốn cưới tiểu cô nương hơn 20 tuổi, không biết xấu hổ à. Chu Hằng lộ ra vẻ cười nguy hiểm, ngũ thiên hữu sửng sốt, lập tức nhảy dựng lên nói, ta chỉ mới 374 tuổi, rất trẻ tuổi, Sơn Hà Cảnh có được tuổi thọ khoảng 1.600 năm, theo tuổi tương đối mà tính, 400 tuổi cũng mới là 25 tuổi người thường, quả thật rất trẻ. Hơn nữa đây cũng là tư cách hắn kiêu ngạo, không tới 400 tuổi liền tiến vào sơn hà cảnh, thiên tài, Chu Hằng làm ra biểu tình mặt lạnh, thấp giọng nói, ta mới đầu còn tưởng rằng chỉ có một hai trăm tuổi, không nghĩ tới là lão bất tử sắp 400, Ngũ Thiên hữu mặt đỏ bừng, hắn tuy rằng kiêu nhưng công phu dưỡng khí kỳ thật tương đối không tệ, chỉ là không biết làm sao, chỉ hai ba câu liền bị Chu Hằng làm cho nổi giận, luôn có một loại kích động muốn giết người, đúng vậy, đây là tuyệt kỹ của con lừa đen cũng không chỉ là công phu ở lời nói, ánh mắt, động tác nhỏ bé đều phải lộ ra khinh miệt, khiến người không tự giác liền dâng lên một luồng tâm tình ác độc mà đau tuyệt. So với trình độ thâm hậu của con lừa đen ở đạo này, Chu Hằng vẫn là nhìn theo không kịp, nghĩ đến lời dặn của cố lăng vĩ, ngũ thiên hữu lựa chọn nhìn, và không xấu hổ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, Chu Hằng thở dài, tuổi đều lớn vậy rồi còn giả nai, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Ngũ Thiên Hữu cuối cùng vẫn là hoàn toàn phẫn nộ, vương tay hướng về ốc Chu Hằng vỗ qua, không thể nhịn thêm được nữa, chương 290, thẹn quá thành giận. Chu Hằng không khỏi nở nụ cười nói, người lớn nhà ngươi không nói cho ngươi, không nên khiêu khích với người thực lực mạnh hơn ngươi sao, hắn đánh ra một quyền, bùng, Ngũ Thiên Hữu lập tức kêu thảm một tiếng, bị Chu Hằng đánh trở về, tay phải xuất hiện vặn vẹo cực kỳ khoa trương. Chỉ còn một lớp da nối liền, có vẻ hết sức thê thảm nhưng võ giả dù sao cũng là võ giả huống chi là cấp bậc sơn hà cảnh ngũ thiên hữu rất nhanh liền dừng kêu thảm nhưng mồ hôi lạnh trên trán lại từng dòng nhỏ xuống ngươi rõ ràng có thực lực cường đại như vậy vì sao ngay từ đầu không dùng ra hắn đỏ mắt nói trong lòng vẫn là bi phẫn sớm biết vậy hắn liền trực tiếp trở về gọi viện binh nào sẽ đuổi theo chu hằng đến nơi này tên này thật mờ nờ hiểm hắn cũng thật sự là oan chu hằng thở dài nói không có gì đùa ngươi chơi không được sao đùa con em ngươi ngũ thiên hữu lời này lại không dám nói ra miệng sau lưng hắn có quái vật khổng lồ như đông linh tiên trì là không sai nhưng bây giờ căn bản không phải là đối thủ của chu hằng cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu ngươi có phải là chữ ta ở trong lòng không chu hằng lộ ra một vẻ tươi cười không không có ngũ thiên hữu vội vàng lắc đầu bốt chu hằng một cước đạp xuống ngũ thiên hữu lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương tay kia cũng bị đạp gãy đau đến mức hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng ta cũng không thích có người gạt ta chu hằng lạnh lùng nói có chuỗi không chửi chửi rồi ngũ thiên hữu liên tục gật đầu thật sự sợ chu hằng lại đạp xuống một cước bốt chu hằng một cước này vẫn đạp xuống chân trái của ngũ thiên hữu lập tức phát ra một tiếng kêu giòn lại gãy ngươi ngươi vì sao còn muốn đạp ta Ngũ Thiên Hữu mặt đầy bi phẫn, bộ dạng nàng dâu mới bị oan ức, ta không nói cho ngươi biết, ta càng chán ghét người khác mắng chửi ta sao?" Chu Hằng lạnh nhạt nói, Ngũ Thiên Hữu lập tức sinh ra một loại nghẹn uất muốn đâm đầu tự tử. Tên này thật sự không phải người, chẳng những ở thân thể đã kích hắn, còn muốn tra tấn hắn trên tinh thần, quả thật là một ác quỷ. Bốt, Chu Hằng đạp xuống cước thứ ba, lại là một tiếng kêu giòn, cái chi cuối cùng của Ngũ Thiên Hữu cũng tuyên cáo gãy gia nhập hàng ngũ toàn tàn. A. À, cho dù Ngũ Thiên Hữu có tu vi sơn hà cảnh, nhưng thương thế đó cũng không phải đau trên thân chó, tứ chi đều gãy quả thật đau tận đáy lòng, trên óc hắn không ngừng có mồ hôi lạnh lăn xuống, sắc mặt trắng bệt đến đáng sợ, Chu Hằng, lần này ta không chửi ngươi, cũng không lừa ngươi, vì sao còn muốn đạp ta? Hắn theo lý cố gắng nói, ngượng quá, vô tình liền hạ chân xuống. Chu Hằng mặt đầy ấy nấy sau đó vỗ tay một cái cười nói, nếu cứ phải tìm một lý do, đó chính là nhìn ngươi không vừa mắt liền muốn đạp ngươi. Lý do này ngươi có thể tiếp nhận chứ, tiếp nhận con em ngươi, ngũ thiên hữu nằm như chó chết, thở mạnh hồng hộc, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hận không thể ăn thịt uống máu chu hằng, ngươi hiện tại có phải rất muốn giết ta hay không? chu hằng cười hiếp mắt hỏi, ngũ thiên hữu lập tức trong lòng căng thẳng, ý thức được tên khốn kiếp trước mắt này nhưng là ác ma trong ác ma, hắn vội vàng nói, ta là đệ tử ngoại tông của Đông Linh Tiên Trì, ngươi không thể như vậy với ta, bốt, chu hằng ném qua một bạc tai, nữ gương mặt ngũ thiên hữu lập tức sưng lên nói, ta càng chán ghét có người uy hiếp ta, ngũ thiên hữu hiện tại thật sự là muốn khóc không có nước mắt, thầm nghĩ ca, ngươi đến tục cùng có bao nhiêu chán ghét nói hết ra đi. Mỗi lần đều muốn làm gãy hắn một cái xương, bạc một bạc tai, hắn đều sắp điên rồi. Chu Hằng lại tới tới lui lui vài bạc tai, lúc này mới cười cười thu tay lại nói, trở về nói cho di nương ngươi, không nên tự làm chủ trương, càng không nên xen vào việc người khác. Cút đi, hắn phi thân lên một cước, đem ngũ thiên hữu đạp ra ngoài, không trách lâm phức hương các nàng không có xuất hiện, hẳn là bị cố lăng phỉ giam lỏng. Mụ già này thật là đáng ghét, vì tư lợi, không nói một lời liền quyết định hôn sự cho ba nàng, mụ có tư cách gì, chu hằng chậm rãi đi về trấn nhỏ. Trong lòng phẫn nộ là một chuyện, nhưng sự thật lại là một chuyện khác đông linh tiên trì rất cường đại cường đại đến một ngón tay là có thể nghiền chết hắn bởi vậy loại chuyện đại náo sơn môn cướp người sẽ chỉ mang đến họa sát thân cho hắn nhưng tuyệt đối không thể làm thỏa đáng đáng tiếc nếu nạp lan yêu nguyệt còn ở đây sự tình liền dễ làm chỉ cần đem yêu nữ này lôi ra lượn lờ một cái đông linh tiên trì người nào không co rúng cho dù tổ sư khai phái của các nàng từ dưới đất bò ra đều phải thật cung kính Ôi, nếu là còn có thể gặp được lão lừa đảo thì tốt rồi, lại đòi hắn thêm nhân ngẫu, lại hoặc là con lừa đê tiện kia. Con lừa đó chuyên gia lừa gạt dụ bán, lại đối với thánh nữ của Đông Linh Tiên Trì nhớ mãi không quên. Nói không chừng có biện pháp gì có thể lén lút lẻn vào, thần không biết quỷ không hay cứu người ra, người, Chu Hằng nhất định muốn dẫn đi, hắn về tới trấn nhỏ, vừa lúc Phong Liên Tình và Mai Di Hương cũng điên xong trở về nha đầu hoang dã kia đem chu hằng thần thần bí bí kéo qua một bên nói tiểu chu tử người ta luôn cảm giác có người đang nhìn trộm có phải là muốn lừa bán người ta chu hằng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ nói người kia ở đâu ta cho hắn một trăm linh thạch để hắn nhìn kỹ một chút tiểu tử thối ngươi quá không có nghĩa khí phong liên tình tức giận nói người ta không lừa ngươi thật sự có người luôn dùng ánh mắt là lạ nhìn chằm chằm người ta khiến người ta trong lòng là lạ Chu Hằng lúc này mới vẽ mặt trở nên nghiêm túc nói, ngươi nhìn thấy dáng vẻ người kia không? Không có, chỉ nhìn thấy một đôi mắt rất đáng khinh, giống như ngươi. Phong Liên Tình nhếch miệng nói, mang theo một đám mỹ nữ rêu rao khắp nơi, quả nhiên không phải là một ý kiến hay. Chu Hằng gật gật đầu, nói, tự cẩn thận một chút, mấy ngày nay không nên chạy loạn khắp nơi. Đông Linh Tiên Trì cũng không chỉ có nữ nhân, còn có một ngoại tông, toàn bộ là hoàng thân quốc thích đừng tưởng rằng Đông Linh Tiên Trì là tông môn siêu cấp của Thiên Long Đế Triều là sẽ nói đạo lý, thế giới này vĩnh viễn là nắm tay to có quyền nói, ngoại tông thực lực rất mạnh, nghe nói ít nhất có lão tổ kết thai cảnh tọa trấn, Chu Hằng hắn lấy gì để đỡ. Đừng nói Triệu Đoạt Thiên còn chưa tiến vào kết thai cảnh, cho dù là vào rồi cũng nước xa không cứu được lửa gần, đã có ba cái phiền toái, thật sự không ngại lại thêm vài cái, hắn ở trong khách sạn chờ đợi. Nếu đã hành hung ngũ thiên hữu một trận, đoán chừng cố lăng phỉ rất nhanh sẽ giết tới cửa. Quả nhiên, mới qua ba canh giờ, Mỹ phụ này liền tìm tới, sắc mặt xanh đen đáng sợ, chu hằng, ngươi thật là to gan. Cố lăng phỉ biểu tình âm hàn, lạnh lùng nhìn chầm chầm chu hằng, khí tức toàn thân khởi động. Tuy rằng linh hải cảnh ở thiên long đế triều không tính là tu vi đỉnh cao, nhưng nghe nói cả đế quốc loài người cường giả kết thai cảnh, thần anh cảnh cộng hết lại cũng chỉ có khoảng 200, linh hải cảnh đủ để kiêu ngạo, trong trấn nhỏ có rất nhiều võ giả, khi cảm ứng được khí tức của cố lăng phỉ cường đại đến linh hải cảnh, không khỏi đều trong lòng phát run, nhao nhao từ trong phòng chạy ra, lùi ra ngoài trấn nhỏ. Với thị lực của võ giả cách xa như vậy vẫn có thể nhìn rõ, cố lăng phỉ là thật sự nổi giận. Chu Hằng lại dám đánh cháu trai của nàng, quả thật chính là làm nhục đối với nàng. Chu Hằng vẽ mặt lạnh nhạt nói, bình thường thôi, vẫn là không so được tiền bối, coi đồ đệ của mình làm hàng hóa bán phá giá. Ngươi nói gì? Cố lăng phỉ mắt phượng trợn tròn, lửa giận tăng vọt, không phải sao? Chu Hằng lạnh nhạt nói, thò tay chỉ qua, hôn sự của các nàng khi nào đến lượt ngươi làm chủ? Các nàng không cha không mẹ sao? Ngươi tính là cái gì? Chỉ là nhờ ngươi chiếu cố một đoạn thời gian mà thôi, tôn xưng ngươi một tiếng sư phụ, không nên quá tự coi trọng mình. Cố lăng phỉ không nghĩ tới Chu Hằng rồi lại chỉ vào mặt nàng mà mắng, trong cơn giận giữ lại có chút tắc tịch. Ở hôn sự của ba nàng, nàng ta quả thật có tư tâm mãnh liệt, ba nàng Lâm Phước Hương đều là thiên linh thể, chỗ tốt của loại thể chất này cũng không phải tích lũy linh lực nhanh cỡ nào, mà là khi đột phá cảnh giới chiếm chỗ tốt cực lớn. Đây mới là điểm khiến võ giả khác hâm mộ ghen tị, người khác 10 năm linh lực tích lũy lại phải hao tốn mấy chục hơn trăm năm hiểu thông vách trắng cảnh giới, nhưng thiên linh thể đồng dạng 10 năm linh lực tích lũy, lại chỉ cần 10 năm, 20 năm là có thể đột phá đây chính là khác biệt, cảnh giới càng cao, ưu thế này lại càng lớn, bản thân tư chất cực tốt, cộng thêm lương sư chỉ đạo, chỉ cần bản thân khổ tu không nghĩ, thiên tài rất dễ dàng xuất hiện, cố lăng phỉ cả đời không gã, bởi vậy đối với hai cháu trai của mình cực kỳ để bụng, coi như con ruột, tự nhiên muốn đem ba vị con cưng của trời lâm phức hương này gã cho hai tên cháu trai kia. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà, bây giờ bị chu hằng ngay mặt chỉ ra, trên mặt không khỏi nóng rực, nhưng càng nhiều là tức giận. Khi nào thì tiểu bối Sơn Hà Cảnh cũng có tư cách chỉ vào mặt nàng trách cứ, tiểu bối, cho dù bổn tọa không có tư cách, ngươi lại có tư cách gì nhúng tay. Nàng lạnh lùng nói, Chu Hằng vẽ mặt ngạo nghễ, nói năng khí phách, ta là nam nhân của các nàng, khốn kiếp. Cố lăng phỉ giận quát một tiếng, lật tay bổ qua Chu Hằng, bùng, Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quan bộ, một chưởng này lập tức đánh hụt, đánh ra một lỗ to trên mặt đất. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, mụ già nhiều chuyện xấu xí, ngươi tư dục hương tâm, còn mặt mũi nào làm sư phụ của người ta, tiểu súc sinh. Cố lăng phỉ giận dữ, lại nâng một chưởng đánh tới chu hằng, chỉ là nàng tuy rằng đạt tới linh hải tam trọng thiên, nhưng khoảng cách đạo của vực lại kém không biết bao xa, căn bản không thể nào làm được ý tới công tới. Như vậy công kích của nàng lại làm sao đuổi kịp tấn vân lưu quan bộ chứ? Chu Hằng thân hình lật chuyển, tiếp tục nói, lão yêu bà, chính ngươi bộ dạng xấu xí không gã được thì cũng thôi, không ngờ còn muốn tai họa đồ đệ của chính mình. Có sư phụ ghê tởm như ngươi sao? Sao không đâm đầu chết cho xong, tránh cho người khác nhìn mà nôn, cố lăng phỉ tức giận đến toàn thân phát run. Nói đến công phu mắng chữ nàng lại làm sao sánh được với chu hằng sư phụ là con lừa đen, chỉ cảm thấy một luồng lửa giận ở toàn thân điên cuồng bùng lên, dường như muốn đem cả người thiêu đốt.